Các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 2809, Vịnh Tinh Hà Ám minh này vô cùng khổng lồ, chính là bởi vì quá to lớn, ám minh có động tĩnh gì đều sẽ bị để mắt tới, chỉ có thể từ ám thủ sứ đi làm nhiệm vụ, mà bình thường những chuyện ám thủ sứ làm khả năng đều là một vài chuyện lớn. Động tĩnh lớn cũng không xác định, Diệp Thiên Dật mới tới kia đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A huyết sát làm loạn, nhưng mà lúc hắn vừa mới hoàn thành, một vị ám thủ sứ thái cổ thần vương cảnh xuất hiện, muốn động thủ với hắn, cũng may mà ta kịp thời xuất hiện, bằng không mà nói hậu quả không cách nào tưởng tượng. Tần Chấn Phong chậm rãi dạo bước suy tư điều gì. Nơi này xuất hiện một ám thủ sứ cấp 4, cấp 5. Ám thủ sứ xuất hiện và thần thủ sứ xuất hiện có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thần thủ sứ, chỗ nào đều có, ám thủ sứ trên lý luận cũng là như thế nhưng là bình thường ám thủ sứ xuất hiện đều là đi làm nhiệm vụ gì đó mà thần thủ sứ xuất hiện không nhất định có nhiệm vụ bọn họ có khả năng là đang đi đâu đó xả giao trong cuộc sống bình thường mà thôi nhất là bắc dương thành này của bọn họ cũng coi như một nơi tương đối xa xôi hẻo lánh chỗ bọn họ đã có mấy năm không có ám thủ sứ xuất hiện hiện tại lại đột nhiên xuất hiện xác thực kỳ quái kỳ quái xem ra ám minh này có động tác tại phụ cận bắc dương thành Tần Chấn Phong nói: "Ta cũng là hoài nghi như thế, Bách Dương Thành này gần đây có chuyện kỳ quái gì không?" Tam Nương hỏi. Tần Chấn Phong ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tam Nương. "Tam Nương, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta chứ?" Tam Nương cười một tiếng, nói: "Ta tới đây hẳn là không cùng một mục đích với ám thủ sứ này đâu." Tam Nương tới đây đúng là có nhiệm vụ đặc thù. Nhưng mà nhiệm vụ này nàng tốt nhất vẫn là không thể nhắc tới cùng bất luận kẻ nào chỉ có thể dựa vào một mình nàng chậm rãi thực hiện mà nhiệm vụ này nói như thế nào nhỉ không nhất định là không liên quan tới ám thủ sứ nhưng mà khẳng định là không liên quan tới ám thủ sứ vừa xuất hiện này thì ra là thế tần chấn phong nói gần đây phụ cận bắc dương thành xác thực cũng không có động tĩnh gì quá lớn ám thủ sứ này xuất hiện đúng là cực kỳ đáng chú ý ta sẽ phái người đi thăm dò một chút chuyện này ta cảm thấy cần phải báo lại cho thượng tần tam nương nói theo kinh nghiệm của nàng lần này không hề đơn giản như vậy nếu như gặp phải chỉ là một ám thủ sứ bình thường nàng sẽ không để ý như vậy nhưng mà ám thủ sứ thái cổ thần vương cảnh phụ cận bắc dương thành này cũng không có chỗ đặc thù nào đáng giá chú ý tới đây là hoàn toàn không cần thiết khẳng định có đại sự gì Ta cảm thấy tạm thời trước không cần báo lên thượng tầng, chờ chúng ta làm rõ ràng một chút lại nói, mà thật ra chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, nếu như làm cho bên kia chú ý, rồi cuối cùng lại không có bất cứ chuyện gì, đó mới là không tốt, mà lại, chúng ta bên này số lượng thần thủ sứ cũng không ít, cường giả cũng không ít, thậm chí phụ cận còn có mấy cái tông môn, nếu có chuyện gì uy hiếp gì đến lợi ích, cường giả những tông môn kia cũng sẽ ra tay. Tần Chấn Phong nói, Tam Nương có chút suy tư một chút. Cũng cảm thấy hắn nói có lý. Cũng tốt, vậy chuyện này xin nhờ Tần hội trưởng. Không cần nói như vậy, đây cũng là chức trách của ta, Tam Nương ngươi đi mau đi. Tần Chấn Phong nói. Ừm. À đúng rồi, Diệp Thiên Dật mới gia nhập kia, hắn làm nhiệm vụ thế nào rồi? Hoàn thành rồi. Tần Chấn Phong gật gật đầu, có năng lực, tiềm lực vô hạn, đi thôi, đúng rồi, tổ chức phía trên đã an bài cho hắn chỗ ở bảo hắn qua đi là được rồi từng sau đó tam nương rời đi làm xong chưa tam nương đi tới cạnh dịp thiên dật xong rồi ta chuẩn bị xem thêm nhiệm vụ mới cũng không phải vội vã như vậy đây là nơi ở tổ chức sắp xếp cho ngươi đây là chìa khóa tại vịnh tinh hà dịp thiên dật tiếp tới tốt như vậy còn sắp xếp chỗ ở dù gì ngươi cũng là thần thủ sứ cấp 3, chút phúc lợi này đều là chuyện nhỏ, dù sao phàm là người có thể trở thành thần thủ sứ, đều không thiếu chút tiền như vậy, bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi có thể qua đó làm quen một chút. Diệp Thiên giật gật gật đầu, bên kia có phải đều là thần thủ sứ ở không? Có, nhưng mà không nhiều, cũng tỉ như bây giờ những thần thủ sứ này, đa số bọn họ đều là rất nhiều ngày cũng không trở về, chỉ là chuẩn bị cho các ngươi một nơi để nghỉ ngơi lúc cần thôi. Diệp thiên giật gật gật đầu được vậy ta đi trước à đúng rồi từng tam nương nghi ngờ nhìn về phía dịp thiên dật trước đó lúc ta bắt tên vương khang kia có đi một chuyến đại hậu sơn ta ở bên kia cảm giác linh lực hình như có chút kỳ quái vậy sao nói cụ thể hơn xem nào tam nương dựa vào tường hứng thú nhìn dịp thiên dật khó mà nói nơi đó theo lý mà nói đã từng là một nghĩa trang nhưng mà ngược lại nơi đó âm khí cũng không quá nặng, mà linh lực nơi đó lại tương đối nồng đậm, so với bốn phía đều nồng đậm không ít, ta hoài nghi nơi đó hoặc là có linh bảo, hoặc là có vấn đề gì đó, ta lúc ấy cũng không có nhiều thời gian nên không quá để ý, chỉ cảm thấy nên nói với ngươi một tiếng. Tam Nương nhẹ gật đầu, nói, "Được, ta đã biết, ngươi đi trước đi." "Được." Sau đó Diệp Thiên giật đi ra mà tam nương cũng không bỏ ngoài tai lời diệp thiên vật nói đại hậu sơn sao nàng sau đó trực tiếp đi về phía đại hậu sơn bên kia rất nhanh tam nương đã đi tới đại hậu sơn ngay từ đầu nàng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng đại hậu sơn ở ngay phía trước thiên địa linh lực nơi này cũng rất bình thường nhưng mà nàng cảm thấy diệp thiên vật không phải võ giả thiên tài bình thường hắn nếu nói ra câu nói này vậy nhất định là có căn cứ sau đó tam nương đi về phía đại hậu sơn ngay khoảnh khắc nàng chân chính bước vào đại hậu sơn tam nương khẽ nhíu mày quả đúng thật nơi này thiên địa linh lực thật sự trở nên nồng đậm chỉ là nếu như không là cố ý cẩn thận cảm nhận cảm giác sẽ không quá rõ ràng sau đó nàng tiếp tục thâm nhập sâu vào trong đại hậu sơn theo càng lúc càng thâm nhập vào sâu tam nương càng thêm cảm giác thiên địa linh lực trở nên nồng đậm hơn nữa nơi này đã không cần tận lực cảm nhận nữa đã rất rõ ràng có thể cảm nhận được thiên địa linh lực nồng đậm kỳ quái tam nương chậm rãi dạo bước có chút trầm ngâm theo lý mà nói nơi này thiên địa linh lực nồng đậm hẳn là một loại thay đổi dần dần theo chậm rãi tiếp cận hẳn là chậm rãi cảm nhận được thiên địa linh lực trở nên nồng đậm nhưng mà ta ở chân núi đại hậu sơn không cảm giác được bất luận thiên địa linh lực biến hóa gì hướng phía trước mấy bước đột nhiên thiên địa linh lực lại trở nên nồng đậm giống như là có một cỗ lực lượng vô hình bao vây đại hậu sơn lại không có linh lực tiết ra ngoài vượt qua phạm vi đại hậu sơn loại tình huống này tương đối đặc thù sau đó tam nương tận lực ở chỗ này dạo qua một vòng đại hậu sơn này thuộc về chỗ thật xa mà lại không có gì đặc biệt cho nên mặc kệ là người bình thường hay là võ giả nơi này khả năng mấy tháng đều không ai đi ngang qua chớ nói chi là có người đi lên bởi vậy bên này đặc thù cũng không biết kéo dài bao lâu nhưng mà hiển nhiên đúng là có chỗ đặc biệt linh bảo xuất thế sao tam nương có chút trầm ngâm một tiếng không quá chắc chắn nhưng mà nơi này đáng để chú ý mà thần minh bất kỳ chỗ nào có hơi tương đối đặc thù cũng có thể đi báo cáo chuẩn bị trừ phi là nhỏ đến không hợp thói thường nếu không đều sẽ hơi khiến thần minh chú ý cũng tỉ như tình huống đại hậu sơn bên này tam nương đi báo cáo chuẩn bị một chút chẳng mấy chốc sẽ có chuyên môn thần thủ sứ tới điều tra. Ừm, đi trước báo cáo chuẩn bị một cái đi. Sau đó Tam Nương đi ra. Bởi vì hai ngày này chung quanh rất kỳ quái. Lại là Đại Hậu Sơn, lại là người ám minh xuất hiện ở đây. Mặc dù nàng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng mà theo trực giác bén nhạy, nàng cảm thấy ám minh xuất hiện là rất có thể có liên quan tới Đại Hậu Sơn. Là tồn tại loại khả năng này. Mà một bên khác, Diệp Thiên Giật đi tới Vịnh Tinh Hà. Cái Vịnh Tinh Hà này xem như là một cư xá tương đối lớn, rất đắt, trùng tu sạch sẽ, rất xinh đẹp. Phòng của Diệp Thiên Giật ở tầng 32. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Ồ, cái gì cũng có. Trang trí rất đẹp, làm Diệp Thiên Giật đều có chút không thích ứng. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Thoải mái quá. Diệp Thiên Giật sau đó vươn vai một cái, trực tiếp nằm ở trên ghế sofa. Ầm 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 ầm, nhưng mà vừa nằm xuống, cũng không biết là lầu trên hay lầu dưới truyền đến tiếng ồn rất lớn. Diệp Thiên giật ngay từ đầu không có để ý tiếng ồn này. Chỉ có điều, tiếng ồn một mực không có dừng lại. Tựa như là đang mở tiệc thì phải, dù sao chính là các loại nhạc ầm ĩ, còn có người tiếng hoang hô. Đêm hôm khuya khoắt mà còn mở tiệc ầm ĩ ở nhà nữa chứ. Diệp Thiên Dật cũng không phải rất muốn quản cái này, thậm chí hắn có thể dùng linh lực phong bế lỗ tai của mình. Nhưng mà, dùng linh lực phong bế lỗ tai của mình thì thời thời khắc khắc đều phải tiêu hao linh lực. Sau đó Diệp Thiên Dật đi ra ngoài. Là lầu trên. Diệp Thiên Dật đi lên lầu, âm thanh kia quả thực rất ầm ĩ, hơn nữa thoạt nhìn giống như không ai tới nhắc bọn họ nhỏ lại, xem ra mấy tầng kề bên này là không có người nào ở, cộc cộc cộc, Diệp Thiên Dật gõ cửa một cái ngay từ đầu còn không ai mở cửa. Sau đó Diệp Thiên giật lại gia tăng cường độ gõ cửa một cái. Ai vậy ai vậy? Bên trong truyền đến giọng nói, sau đó một nam tử đi ra, sắc mặt không vui nhìn Diệp Thiên giật. Có chuyện gì sao? Trong này giống hệt quán ba vậy, có một đám nam nữ ở đó nhảy múa. Bởi vì Diệp Thiên giật đến, cũng hấp dẫn một phần nhỏ người chú ý, thời gian không còn sớm, các vị có thể nghỉ ngơi rồi, muốn quẩy thì có thể đi quán ba. Diệp Thiên Giật nói. Thật ra hắn có thể mặc kệ, hắn có thể đi làm nhiệm vụ hay làm gì đó, nhưng mà hiện tại hắn xác thực rất muốn ở trong nhà nghỉ ngơi. Ồ, ngươi là ai chứ, lão tử thích nhảy thế nào thì nhảy thế ấy, ngươi tính là gì mà đòi quản chúng ta. Đây là chỗ ở của chúng ta, lại không có nhảy trong nhà người, ngươi có tư cách quản sao. Nam nhân vô cùng phách lối nói với Diệp Thiên Dật sau đó Diệp Thiên vật lấy ra thần thủ lệnh. Bây giờ có tư cách chưa? Nhìn thấy thần thủ lệnh, mà lại là màu bạc thần thủ lệnh cấp 3, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta lập tức kết thúc, nhiều nhất 10 phút. Hắn liên tục nói xin lỗi. Diệp Thiên vật cảm thán thân phận thần thủ sứ này xác thực dùng rất tốt. Nhanh lên nha. Diệp Thiên vật nói. Được rồi, được rồi. Hắn mau chóng nói. Chuyện gì vậy? Bên trong một đám người cũng là đi tới. Chuyện gì xảy ra? Các vị, thần thủ sứ đại nhân bảo chúng ta ngừng. Nam nhân kia nói. Ồ, thần thủ sứ thì giỏi lắm sao? Thần thủ sứ cấp 3. Ha ha ha, các vị, hắn là thần thủ sứ cấp 3, nên cảm thấy mình rất lợi hại sao? Một nam tử hô to lên với những người khác. Ha 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 bọn họ cũng là nhịn không được phá lên cười. Sau đó hắn đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật, vô cùng ngang ngược càng rỡ nói, ta cho ngươi biết, thần thủ sứ cũng vô dụng, biết lão tử là ai không? Hỏi thăm một chút đi, lão tử tên là Thẩm Bân, lão tử ở trong nhà mình, thích làm gì thì làm, nếu ngươi cảm thấy quấy rầy đến ngươi, ngươi có thể dọn ra ngoài. Diệp Thiên Dật đôi mắt có chút ngưng tụ. Hiển nhiên, thân phận của người này có vẻ như không đơn giản như vậy thần thủ sứ không tầm thường sao? Lão tử còn quen biết thần thủ sứ cấp 5, ngươi một tên thần thủ sứ cấp 3 tới đây làm màu gì chứ? Các vị không cần lo lắng, chúng ta chơi của chúng ta, dám phá bỉnh lão tử, ngươi có tin lão tử để thần thủ sứ cấp 5 bãi miễn ngươi luôn không? Ha ha ha! Bên trong lại là truyền đến một mảnh tiếng cười phách lối. Kết, ngay lúc này, cánh cửa sát vách đột nhiên mở ra, sau đó một nữ tử mặc đồ mặc ở nhà lạnh lùng đi ra, đậu xanh. Nhìn thấy thân ảnh này, bọn họ thật nhiều nam nhân cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một cô gái thật là xinh đẹp. Diệp Thiên Dật cũng nhìn thoáng qua. Nữ nhân kia đi tới trước cửa phòng bọn họ. Cút đi. Nàng lạnh lùng quát to một tiếng. Nói thật, khí chất và khí tràng này của nàng, quả thực là có chút khoa trương. Một tiếng quát lớn này, làm mấy người chặn ở cửa theo bản năng tránh ra một con đường. Sau đó nàng đi vào. Tại ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối của một đám người, khí thế trên người nàng bạo phát ra, sau đó tất cả mọi thứ trong phòng, ghế sofa cũng tốt, đèn cũng được, cái bàn các thứ, toàn bộ vỡ vụn. Diệp Thiên giật. Sau đó nàng lại đi trở về. Cút đi. Nàng lạnh lùng quát lớn một tiếng. Ực ừ, ực, rất rõ ràng mấy người kia đều trợn tròn mắt. Đều bị hù dọa. Sau đó bọn họ lại theo bản năng tránh ra, nàng trực tiếp đi ra ngoài. Diệp thiên giật. Đậu xanh, mạnh như vậy sao, có phải là hắn cũng phải làm vậy không? Nữ nhân kia vừa chuẩn bị trở về phòng của mình, đám người lấy lại tinh thần mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi có ý gì? Thẩm bân chỉ về phía nàng cả giận nói. Đừng tưởng rằng là mỹ nữ thì hắn có thể bị khi dễ như thế. Trầm nàng lười nhát đáp lời, trực tiếp về nhà. Đậu má. Thẩm bân giận mắng một tiếng. Bân ca, chúng ta vẫn là đừng chọc vào nàng. Lão tử có ai mà không thể trêu vào. Thẩm bân nổi giận mắng. Nàng. Hình như là mộ dung tình. Mộ dung tình. Ai vậy? Thẩm bân hỏi một câu. Người của hoàng thất. Thẩm bân. Ực ực, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Diệp Thiên giật lông mày nhíu lại. Người của Hoàng Thất, Hoàng Thất Đế Quốc Thánh Dương sao? Yêu Hậu đã nói với hắn, tại thần vực này, thế lực Ngũ Đại Đế Quốc không giống những địa phương khác, đế quốc địa phương khác chỉ đơn thuần là một cái thế lực thôi. Nhưng mà Ngũ Đại Đế Quốc ở thần vực, đó chính là đại biểu cho tồn tại thế lực cấp bậc trần nhà. Tại địa phương khác, người của Hoàng Thất không là gì. Nhưng mà ở chỗ này đó chính là tồn tại khiến bọn hắn sợ hãi. Đi đi đi. Sau đó bọn họ nhao nhao rời đi. Diệp Thiên giật sờ lên chóp mũi. Không phải chứ? Thần thủ sứ cấp 3 này của ta vô dụng như vậy sao? Theo lý mà nói, thần thủ sứ này không phải rất ngưu bức sao? Huống chi hắn còn là thần thủ sứ cấp 3. Diệp Thiên giật nhún vai. Lúc này, Tam Nương gọi điện thoại cho hắn. Alo, Tam Nương Diệp thiên giật vừa nói vừa đi về nhà mình Ta đã đi đại hậu sơn một chuyến Nơi đó xác thực rất kỳ quái Cảm giác có thể là có dị bảo xuất thế Dịp thiên giật gật gật đầu Từng, khi cần phải làm gì không Ta sẽ báo lại tình huống của đại hậu sơn cho thần minh bên này Sẽ có người tới điều tra Ngươi không cần lo lắng Trở về chưa Đừng nói nữa Ta đường đường thần thủ sứ cấp 3 lại bị khinh bỉ Dịp thiên giật bất đắc dĩ nói Thật sao? Cũng bình thường ấy mà. Thần thủ sứ không phải thân phận rất đặc thù sao? Hơn nữa còn là thần thủ sứ cấp 3. Vậy phải xem ngươi trêu chọc vào người nào, đối với 99% người mà nói, thần thủ sứ chính là đặc thù, đối với một số người bản thân bối cảnh rất mạnh mà nói, có để thần thủ sứ mặt mũi hay không hoàn toàn quyết định bằng việc hắn có muốn hay không, ngươi đơn giản nghĩ một hồi, như thế nào đi nữa thần thủ sứ cũng chỉ là thần thủ sứ, chỉ là bởi vì lưng tựa thần minh, lại thêm nội dung công việc nên mới được tôn trọng. Tam Nương dừng một chút, nói, nhưng mà cuối cùng, ngươi không đại biểu thần minh được, bọn họ tôn kính ngươi có thể là thật tôn kính thần thủ sứ, cũng là kiên kỵ làm lớn chuyện, thần minh bên kia tức giận, nhưng thông thường mà nói, thần minh có thể vì một thần thủ sứ cấp 3 mà làm gì sao? Cho nên, suy cho cùng thì chỉ cần một ít người không phải rất kiên kỵ thần minh, hoặc là nói biết chuyện này cũng không có gì lớn, nhằm vào người vẫn là sẽ rất phách lối. Dĩ nhiên Diệp Thiên giật hiểu những đạo lý này. Nhưng ngay từ đầu hắn còn tưởng thần thủ sứ này rất là ngầu. Vậy xem ra, đành phải nói tạm ổn thôi. Tam Nương nói tiếp, "Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là một trường hợp rất hiếm mà thôi, rất nhiều công tử bột bọn họ sẽ cảm thấy mất mặt hoặc hoàn toàn quá hống hách, kiểu này thì không cần phải để ý, vậy nếu ta xử bọn họ có chuyện gì không? Đương nhiên không sao, nhưng ngươi phải chú ý một chút, có khi họ sẽ lén lút tiến hành trả thù ngươi trong bóng tối. Nhưng nếu ngươi không quan tâm, cho dù ngươi có giết hắn đi nữa thì có làm sao? Chỉ cần hợp tình hợp lý là được. Vậy chuyện này, nếu như nhé hết bọn họ, Diệp Thiên Dật quả thật cũng phải chịu trách nhiệm. Chắc bên phía thần minh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ồ đúng rồi, lầu trên của ta là ai thế, ngươi có biết không em gái dễ vứt hả sao lại vứt tam nương cảm thấy hứng thú nên hỏi lại sau đó diệp thiên vật nói chuyện này ra của thẩm võ chẳng trách tam nương trầm ngâm rất lợi hại ư không lợi hại cũng không có bối cảnh làm thần thủ sứ cấp 5, lạc vân chính là anh họ hắn ta xì diệp thiên vật bật cười thì ra là giả bộ à, cô gái kia có đẹp không? Xin, xin lắm chứ, ngự tỷ. Ngự tỷ siêu cấp, vóc dáng rất nổi bật, cực ngầu, da dẻ trắng phao, chắc rất trơn mịn, hơn nữa. Tam nương. Dừng. Diệp Thiên giật cười. Hình như nghe họ nói là thành viên hoàng thất. Thành viên hoàng thất. Kỳ lạ, người của hoàng thất tới đây làm gì? Người của hoàng thất cũng là thần thủ sứ, Chẳng qua nay là người của hoàng thất, vậy chắc chắn địa vị cũng không kém. Suy cho cùng thì thân phận rất đặc biệt trong hoàng thất. Tên là gì? Nghe họ nói là Mộ Dung Tình. Tam nương. Lợi hại vậy sao? Diệp Thiên giật hỏi. Đại lão cuối cùng. Tam nương nói. Ôi trời. Đại lão cuối cùng. Cuối cùng là bao nhiêu? Tam nương nói, sau này ngươi sẽ biết thôi xem ra tính khí cũng không tốt lắm. Tính khí nàng cũng tạm, nói không chừng sau này các ngươi có cơ hội tiếp xúc. Vậy đại lão cuối cùng tới đây làm gì? Làm sao ta biết? Cho nên, dạo này Bắc Dương Thành không yên ổn, lại là ám minh, lại là nàng, lại là đại hậu sơn, lại là huyết sát, chuyện này là sao? Được rồi, ta cúp máy đây, ngươi nghỉ ngơi đi. Tam Nương nói. Được thôi. Sau đó, Diệp Thiên giật cúp máy. Bên kia, Tam Nương lại gọi một cuộc điện thoại. Chị Tình. Tam Nương mỉm cười và nói. Tam Nương, có chuyện gì ư? Không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói chị Tình tới Bắc Dương Thành phải không? Ngươi tới Bắc Dương Thành sao không nói một tiếng vậy? Tam Nương hỏi. Vừa tới, còn chưa kịp nói với ngươi, sao ngươi biết ta tới Bắc Dương Thành? Mộ Dung Tình hỏi trùng hợp ngươi vừa chạm mặt thần thủ sứ hắn quen biết với ta bây giờ là người trong nhóm của ta mộ dung tình suy tư một lúc hắn à sau đó nàng nghĩ tới dịp thiên dật đẹp trai không tam nương cười hỏi ta không để ý lúc đó có vài người gây ồn tới ta ta xử bọn họ rồi mộ dung tình nói ngươi là người mới để lại ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ tam nương cười nói không sao cả. Đúng rồi, nhiệm vụ của ngươi thế nào? Mộ Dung Tình hỏi. Trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. "Chị Tình, bên ngươi đang làm gì thế?" "Có chuyện gì lớn không? Đúng rồi, dạo này Bắc Dương Thành không yên ổn cho lắm, huyết sắc xuất hiện, ám minh xuất hiện, hơn nữa linh lực bên đại sơn hậu khác thường." Mộ Dung Tình lên tiếng, "Ừm, ta cũng điều tra được một số động tác của ám minh nên mới đích thân tới một chuyến." tám minh này thật sự có hành động lớn gì ư tam nương không nhịn được tỏ vẻ ngạc nhiên chắc là có hành động lớn cụ thể thì ta cũng không rõ lắm cho nên qua đây điều tra một chút ngươi có thể nhờ ta điều tra là được tam nương nói nhiệm vụ của ngươi cũng không đơn giản huống hồ ta cũng chẳng có việc gì qua đây xem một chút cũng không hẳn là có hành động lớn ta cũng chỉ nghi ngờ mà thôi đúng rồi ngươi còn thu nhận thành viên nhóm hả mộ dung tình nghi ngờ hỏi tương đối đặc biệt mà có gì đặc biệt toàn thuộc tính bên kia đưa ra toàn thuộc tính hơn nữa mỗi một thuộc tính đều đạt tới trình độ cực kỳ phô trương không thua gì một thiên tài võ giả tu luyện đơn thuần một thuộc tính một người như vậy cho dù cảnh giới của hắn không cao tiềm lực cũng là vô hạn hơn nữa Hắn sở hữu phép tạo hóa, cơ bản hắn chỉ dựa vào mấy thứ này trực tiếp trở thành thần thủ sứ cấp 3. Mộ Dung Tình im lặng. Có lẽ những người khác không hiểu rõ, nhưng họ tương đối rõ chuyện này. Về mặt ký thuyết, dù chúng thần minh này chưa từng xuất hiện một nhân tố trực tiếp trở thành thần thủ sứ cấp 3, nhưng đó là nhận thức của các thành viên bình thường trong thần minh. Bao gồm Tần Chấn Phong, thần thủ sứ cấp 6, hắn cũng tính là thần thủ sứ bình thường vì hắn có thể tiếp xúc được chính là một số thứ tương đối nông cạn trong thần minh ví dụ một số nhóm đặc biệt bí mật trong thần minh có vài người bọn họ chắc có thể đủ biết giống như quả thật có sự tồn tại tổ chức thần minh thần bí như vậy nhưng cụ thể ai là người của tổ chức này tổ chức này thế nào họ không rõ thậm chí họ có thể cảm giác cơ bản là không có cho dù có thì cũng là thứ mà họ không tiếp xúc được nhưng trên thực tế có vài người ở bên cạnh họ có thể chính là thành viên của tổ chức như vậy chẳng hạn như tam nương trừ tam nương ra mộ dung tình cũng thế mộ dung tình không những là thành viên của tổ chức thần bí nào đó nàng còn là người sáng lập tổ chức thần bí tổ chức kiểu này thành viên mà họ thu nhận thì chắc chắn phải có điểm cực kỳ đặc biệt đặc biệt đến mức dù là ở thần vực cũng là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa còn có một điểm đi vào cần phải trực tiếp dùng tiềm lực của thần thủ sứ cấp 3. Do đó, tại sao Tam Nương tương đối tò mò về Diệp Thiên Dật? Vì hắn đã có khả năng thiên phú và năng lực của thần thủ sứ cấp 3. Hắn đã đạt được ngưỡng của tổ chức đặc biệt thần minh. Nhưng chỉ có những yếu tố này vẫn chưa đạt, cần phải có điểm nào đặc biệt. Chị tình, hắn là toàn thuộc tính, hơn nữa là toàn thuộc tính rất cường đại, năng lực này đủ chưa? Mộ dung tình, từng, một tiếng. Đủ rồi. Cho nên ta muốn xem thử có thể đưa hắn tới chỗ chúng ta hay không. Không cần vội. Ngươi yên tâm, ta không nói với hắn đâu, ta cũng đang quan sát. Mộ Dung Tình gật đầu, "Ừm, ngươi đã tìm hiểu một số tình hình của hắn chưa?" "Còn chưa tìm hiểu. Ta chỉ biết hắn vừa từ chúng thần chi vực tới đây, ta điều tra một chút sau đó gửi cho ngươi." "Không cần đâu. Ta sẽ đi tìm hắn." sau đó mộ dung tình cúp máy một người nói đạo lý như vậy quả thật đáng thu hút sự chú ý của nàng đội ngũ của nàng cũng cần khuếch trương cũng cần một sự tồn tại có sức chiến đấu khủng khiếp nào đó mà dịp thiên vật trước mắt theo như tam nương nói là khá phù hợp mộ dung tình ra khỏi phòng sau đó tới trước cửa của dịp thiên vật cốc 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 nàng gõ cửa dịp thiên vật vừa nằm xuống dựa người vào cửa sổ sát đất sau đó nghe có tiếng gõ cửa ai vậy từ sáng tới tối đúng là phiền thật sau đó diệp thiên giật khó chịu đi ra mở cửa ôi trời nhìn thấy mộ dung tình trước cửa hắn ngơ ngác không chào đón à nàng hỏi đâu có đâu có ta chỉ thấy lạ thôi diệp thiên giật nói ta nghe tam nương nhắc tới ngươi hình như ngươi là người trong đội của tam nương phải không thần thủ sứ ta cũng vậy nàng thản nhiên nói ngươi quen với tam nương ư nàng là người của hoàng thất tam nương quan với nàng vậy tam nương có phải cũng không hẳn là người đơn giản cảm thấy không đơn giản nha đúng vậy bọn ta là bạn thì ra là vậy mời vào không cần vào đâu ta chỉ muốn làm quen với ngươi một chút ta là mộ dung tình Diệp Thiên Vật đưa tay ra. Ta là Diệp Thiên Vật, ừm, là thần thủ sứ. Gặp chuyện này không cần thiết phải nể mặt mũi của họ, không cần sợ, chỉ cần họ làm trái quy định, chỉ cần những gì ngươi làm không quá nghiêm trọng, chỉ cần để ý bối cảnh của đối phương, không cần phải kiên dè bất kỳ ai. Hiển nhiên nàng nói là khi Diệp Thiên Vật đối mặt với đám người của Thẩm Bân. Ta không thạo lắm. Không sao đâu. Sau này có gặp chuyện tương tự. Cứ ra tay đừng có ngại, có chuyện gì tìm ta hay tam nương là được." Diệp Thiên giật cười, gật đầu, "Được thôi." "Ừm, tạm biệt." Nàng nói xong thì đi khỏi đó. Mộ Dung Tình cũng không định truy tận ngọn nguồn ra sao, còn về vấn đề thân phận của Diệp Thiên giật, chuyện nhỏ, nàng tạm thời cũng không muốn biết. Nếu có một ngày quả thật hắn có thể trở thành một thành viên trong tổ chức của họ, lúc đó có tìm hiểu cũng không muộn. Hơn nữa cũng không cần phải đi tìm hiểu. Dẫu sao thì ai cũng không muốn nội tình của mình bị đối phương biết. Thật thú vị. Diệp Thiên giật trở về nằm lên sofa. Mộ dung tình này quả thật là một mỹ nữ ngự tỷ cực phẩm siêu cấp. Mấu chốt, nàng là một thành viên của Hoàng thất đế quốc Thánh Dương, vậy mà lại có quen biết với Tam Nương, còn là bạn bè. Bên mình vừa mới nói chuyện với Tam Nương, nàng đã sang đây. Xem ra chắc Tam Nương đã nói với nàng rồi vậy tại sao nàng phải tìm tới đây? Diệp Thiên giật gãi đầu. Chuyện này chắc là trong lòng hiểu, quen biết không được hay sao, còn qua sang đây trò chuyện vài câu, cảm thấy khá là lạ. Thôi đi thôi đi, đi nghỉ ngơi trước đã. Diệp Thiên giật vương vai. Sáng hôm sau, hắn bị Tam Nương gọi dậy. Có chuyện gì sao? Diệp Thiên giật hỏi. Tối qua hắn không có tu luyện, mà chỉ đơn thuần là ngủ, đã tra rõ bên đại hậu sơn rồi. Diệp Thiên giật tỏ ra hứng thú. Chuyện thế nào rồi? Dị Bảo xuất thế. Ta đã nói mà. Tam Nương nói tiếp, hơn nữa, không đơn giản như vậy. Ta biết ngay, nếu không ngươi cũng không cần gọi điện cho ta sáng sớm thế này. Sau đó, Tam Nương nói, lần này Dị Bảo xuất thế có thể là một dị bảo vô cùng mạnh, thậm chí có thể là đẳng cấp huyền thiên thánh khí đẳng cấp huyền thiên thánh khí diệp thiên giật không nhịn được tỏ vẻ ngạc nhiên đúng cũng không phải bên thần minh điều tra được bên ta lúc nãy định để thần minh điều tra không biết làm sao tin này lại bị truyền ra ngoài trải qua chứng thực thì chắc là thật cho nên cơ bản cũng có thể xác định sự xuất hiện của ám minh chắc là biết tin này trước họ cũng tới vì dị bảo này hơn nữa bây giờ rất nhiều người từ trời nam biển bắc của đế quốc thánh dương họ đều đổ xô tới đây có rất nhiều người tới ư ừm dĩ nhiên nhưng người của đế quốc tứ đại chắc không thể tới đâu họ tới đây cần tốn không ít thời gian căn cứ theo điều tra dị bảo này e là tối nay sẽ xuất thế tin này truyền đi quá đột ngột rất nhiều người cũng chưa kịp tới tam nương nói vậy chúng ta thì sao diệp thiên giật hỏi đương nhiên phải dành một trận đây là chuyện lớn hiếm gặp trong hàng trăm năm. Mà cũng may tin này truyền đi tương đối đột ngột, dẫn đến lần này cũng không có quá nhiều cường giả và thế lực có thể tới đây kịp thời. E là chủ yếu chính là đối kháng giữa Ám Minh và Thần Minh. Thế lực cường đại gần Bắc Dương Thành cũng không có, Cùng Lâm cũng có một số cường giả trong các thế lực lợi hại mà thôi. Diệp Thiên giật gật đầu, vậy chuyện này. Nếu chúng ta đạt được, thứ này sẽ thuộc về ai? đương nhiên thuộc về cá nhân, không đến mức phải kêu ngươi sung công. Tam Nương nói. Vậy thì được. Sao vậy? Ngươi vẫn cảm thấy mình có thể đạt được báu vật này sao? Tam Nương cười yêu kiều. Vậy lỡ như thì sao? Cũng có xác suất nhỏ mà đúng không? Tam Nương cười một tiếng, nói, ngươi đó, tốt nhất đừng có đi. Chân thần cảnh tam giai cũng không có ít gì tại đó đâu. Hơn nữa, rất là nguy hiểm, nếu là xem kịch thì cũng nguy hiểm. Dù gì tới lúc đó, không biết có bao nhiêu người của Ám Minh. Thần Minh và Ám Minh gặp nhau, chắc chắn sẽ đánh nhau. Lần này e là tổn thất cực lớn. Bên Thần Minh này đã nhanh chóng tập trung số lượng lớn thần thủ sứ cường đại, ngươi có chắc muốn đi không? Diệp Thiên giật nói, nếu ta không tham gia chuyện này, vậy thì cũng nhàm chán quá còn gì. Được thôi. Vậy tùy ngươi, ngươi tới bên này trước đi. Được thôi. Diệp Thiên Dật tắm rửa một lúc, sau đó ra ngoài, đi vào thang máy. Đúng lúc, Mộ Dung Tình ở trong đó. Hai người gặp nhau thì cũng đơ ra. "Chào." Diệp Thiên Dật nói một câu. "Ừm, chào." Diệp Thiên Dật hỏi, "Ngươi cũng biết bên Đại Hậu Sơn ư?" "Ừm, bây giờ phải qua đó xem thử trước đã, ngươi cũng đi hả?" "Đi chứ." "Nếu muốn đi thì đi theo bọn ta." lần này sẽ có một cuộc đại chiến với ám minh mộ dung tình nói ta biết rồi nàng ngạc nhiên liếc nhìn dịp thiên dật hắn sợ là không biết rõ ám minh mạnh cỡ nào thôi đi sau đó hai người cùng nhau đi tới công đoàn thần minh mà lúc này công đoàn thần minh số lượng lớn thần thủ sứ đang tập trung lại họ đang ở trong phòng họp khổng lồ mộ dung tình và dịp thiên dật đẩy cửa đi vào chà đi chung hả Tam Nương nhìn họ và cười nói. Đúng lúc gặp được. Tất cả thần thủ sứ cũng đều đứng dậy. Diệp Thiên giật liếc nhìn, e là phải có hơn 100 người. Hơn nữa, cảnh giới của đám người này không phải thấp, không phải thần thủ sứ cấp 1, cấp 2 bình thường, thấp nhất e là thần thủ sứ cấp 3, chắc là từ các nơi tới đây. Đây chắc vẫn chưa phải tất cả mọi người. Tần Chấn Phong thấy người đi tới, cũng nhanh chóng cung kính lên tiếng, mộ dung các hạ. Rất hiển nhiên, hắn quen mộ Dung Tình. Những người khác cũng tò mò và nhìn sang mộ Dung Tình. Nghe nói tên tuổi của nàng nhưng vẫn là lần đầu gặp. Đây chính là mộ Dung Tình trong truyền thuyết đấy ư, một số truyền kỳ về nàng thì không cần phải nói nhiều, mấu chốt là nàng còn trẻ vậy mà đã trở thành thần thủ sứ cấp 8. Phải biết là nàng không phải vì thân phận đặc biệt của mình mà trở thành thần thủ sứ cấp 8, nàng đơn thuần chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà trở thành thần thủ sứ cấp 8. Hơn nữa, nàng tuổi tác không lớn, tu vi lại rất cao. Thật ra, nàng cũng có chút nổi tiếng. Mộ Dung Tình từng là đứng nhất thời đại Hoàng Kim của mình, hơn nữa nàng là người xuất sắc đứng nhất thời đại Hoàng Kim. Phải biết thời đại Hoàng Kim đại diện cho điều gì, đơn giản mà nói, về cơ bản cũng chính là vị trí thứ 50 trong danh sách, 50 người này cơ bản được gọi là thời đại Hoàng Kim. Nếu khẳng định mà nói thì có thể tính trên địa bản và linh bản dù gì ở cái nơi như thần vực, thiên tài như mây, cộng thêm địa bản và linh bản, chẳng qua chưa tới một ngàn người. Mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất đỉnh cấp. Nàng là sự tồn tại hàng đầu trong danh sách thiên bản, cho nên là nàng thật sự rất mạnh, rất có tiếng. Bây giờ thiên bản đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ mọi người đều đang chờ bản thần tử, bản chiến lực và bản huyết mạch ra đời. Đây mới là thứ có giá trị thực hơn nhiều. Mời ngươi tần chấn phong nhường chỗ cho nàng. Sau đó, mộ dung tình đi tới trước mặt đám đông. Các vị, phần giới thiệu thì ta không cần phải giới thiệu nhiều. Chuyện là vậy, ta tin mọi người cũng biết chuyện của Đại Hậu Sơn. Trải qua chứng thực, Đại Hậu Sơn chắc cũng sẽ có một linh khí đạt đến đẳng cấp huyền thiên thánh khí xuất thế, mà ám minh đã có hành động rồi. Ám minh này chắc nhận được tin sớm hơn thần minh của chúng ta, cho nên về mặt lý thuyết, họ có thể đã có chuẩn bị nhiều hơn. Nhưng dầu sao Ám Minh không giống Thần Minh có từng thành trì quan minh chính đại. Cho nên người của họ có thể tới chắc chắn không nhiều. Mộ Dung Tình thượng lại rồi nói tiếp, lần này sẽ có nhiều cường giả, nhiều thế lực tiến về Đại Hậu Sơn, Bắc Dương Thành đã có số lượng lớn cường giả tới đây. Đối với chuyện cướp linh bảo, chúng ta thông thả đã, cuối cùng linh bảo sẽ rơi vào tay ai, để sau hẳn nói bây giờ quan trọng nhất là chiến đấu với ám minh tần chấn phong cũng gật đầu không sai ám minh sẽ đến rất đông người dĩ nhiên mục tiêu của họ cũng là linh bảo nhưng họ muốn lấy linh bảo thì cần phải đánh thắng thần minh của chúng ta thậm chí là cường giả của các danh môn chánh phái khác thì mới có thể lấy đi đối với chúng ta mà nói thật ra đây là tin tốt chí ít đối với ám minh họ không chỉ đối mặt với thần thủ sứ chúng ta đây chính xác Mọi người đều gật đầu. Nhưng bây giờ có một nơi tương đối khó giải quyết. Tần Chấn Phong nói, đó chính là tuy người của Ám Minh đều mang mặt nạ, dáng vẻ thật sự của họ thì không ai biết được, khó tránh có khả năng sẽ có người của Ám Minh tháo mặt nạ đi, lẫn lộn vào người của danh môn chính phái chúng ta. Nếu là vậy thì có thể sẽ tạo nên sự đe dọa cực lớn dành cho chúng ta. Ta nghĩ, có lẽ không cần phải quá lo lắng về chuyện này trừ phi có quá nhiều người trong bọn họ làm như vậy nhưng ám thủ sử của ám minh thật sự có bao nhiêu người bằng lòng lộ diện thật đâu chứ họ vốn dĩ không chịu cho nên chắc cũng không nhiều người làm thế trừ phi họ tự tin giết sạch mọi người có mặt ám minh bọn họ cũng không có sự nhẫn nại này không sai tuy ám minh quả thật rất mạnh nhưng thần minh của chúng ta cũng không yếu ta rất lo dù gì ám minh này nhận được tin sớm hơn chúng ta tuy họ có thể biết cung không quá sớm nhưng tương đối mà nói họ quả thật có thể đã có chút chuẩn bị lẽ nào họ có kế hoạch âm hiểm gì đây tần chấn phong nói không cần lo lúc này cường giả của đại lục thần thủ sứ của thần minh đều sẽ tới cho dù họ không tới kịp tối nay chắc chắn cũng có thể lần lượt qua đây suy nghĩ kỹ lại thì ám minh này cũng không gây được sóng gió to lớn gì đâu cũng chính xác họ gật đầu sau đó mộ dung tình lên tiếng nhưng vẫn cần phải để ý liệu có thành viên đặc biệt của ám minh tồn tại tháo mặt nạ và lẫn vào người của chúng ta hay không thành viên của ám minh này bình thường họ mang ám thủ lệnh bên mình dù cho có thể đặt trong những không gian nhưng nếu phát hiện có người khả nghi chúng ta là thần thủ sứ của thần minh thì có tư cách điều tra bọn họ nếu họ không cho phép điều tra thì cứ coi như là ám thủ sử mà đánh ta đã hiểu tần chấn phong hỏi vậy chúng ta có cần tiến về đại hậu sơn tiến hành điều tra tất cả những người tới đây hay không một vị lão giả nói về cơ bản thì không thành vấn đề nhưng nói thật thì độ khó có hơi lớn nếu bị điều tra như vậy ta nghĩ là trong lòng của rất nhiều người cũng không mấy gì vui vẻ nhưng chúng ta là thần thủ sứ để tìm ra ám thủ sử về cơ bản thì họ cũng phải bằng lòng phối hợp chứ mộ dung tình nói chuyện này không cần thiết ám thủ sử của họ rất dễ biết tình hình trong đó. Họ có thể giấu ám thủ lệnh trước. Hơn nữa, các ngươi cảm thấy ám thủ sử sẽ tới Đại học Sơn hay sao? E là họ đã tập trung tại một nơi nào đó, đợi khi Linh Bảo xuất thế thì họ sẽ chen chúc nhau như ông vỡ tổ. Đám đông gật đầu. Diệp Thiên giật hỏi, chắc tối nay Linh Bảo xuất thế nhỉ? Không thể xác định. Chắc là tối nay thậm chí đến ngày mai, hơn nữa các vị còn một chuyện cần phải chú ý mộ dung tình liếc nhìn đám đông nói thượng cổ yêu thú đám đông gật đầu không sai thượng cổ yêu thú linh vật thiên địa đỉnh cấp này chắc chắn có đối tác yêu thú cường đại yêu thú cường đại này e là đã ở cạnh linh vật thiên địa rất nhiều năm rồi mượn sức mạnh cường đại của linh vật thiên địa đã trưởng thành đến trình độ vô cùng khoa trương ta e là đối thủ của chúng ta còn có một con yêu thú cực kỳ khủng khiếp nếu là thượng cổ yêu thú đó mới là tin xấu nhất sức chiến đấu của thượng cổ yêu thú này mạnh hơn nhiều so với yêu thú bình thường hơn nữa dựa vào những hiểu biết không nhiều của chúng ta đối với thượng cổ yêu thú sẽ là mối đe dọa cực lớn dành cho chúng ta nếu có thể khiến người của ám minh đối phó yêu thú này vậy thì tiện hơn đây là chuyện rất bình thường thông thường mà nói yêu thú có sẵn năng lực cảm quan mạnh mẽ và nhạy bén hơn so với loài người đối với cảm quan của linh lực cũng nhạy cảm hơn nhiều cho nên sự tồn tại của linh bảo này tại đây có thể đã bị một con yêu thú nào đó chú ý từ rất lâu rồi sau đó yêu thú này luôn ẩn nấp cùng linh bảo hơn nữa yêu thú này có thể mượn sức mạnh của chính mình giấu khí tức của linh vật thiên địa đây cũng là lý do tại sao rất nhiều năm trở lại đây linh vật thiên địa này mãi chưa bị phát hiện ngược lại như thế thì cơ bản chắc chắn có yêu thú tồn tại hơn nữa, sẽ là một con yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là thượng cổ hung thú thì cũng khiếp hơn. Sự tồn tại này có thể không phải thứ mà họ có thể giải quyết dễ dàng. Chẳng qua vì thời gian quá dài, sức mạnh của linh bảo này tích tụ quá lâu, yêu thú này cũng không kiểm soát được, không nắm chắc được nên linh bảo xuất thế là điều tất nhiên. Còn về yêu thú, không chắc có thể hoàn toàn kiểm soát được linh bảo, để linh bảo nhận chủ. Nếu không thì sẽ không tồn tại chuyện xuất thế như vừa nói. Nhưng nhiều năm như vậy, yêu thú này chắc chắn có thể khống chế sức mạnh của một số linh bảo. Chuyến đi tới Đại Hậu Sơn lần này e là cực kỳ nguy hiểm. Mà Diệp Thiên Dật cũng cảm giác có một trực giác không ổn. Hắn cảm thấy hôm nay chắc phải kích hoạt hệ thống mới. Có vài thứ không phải hắn có thể kiểm soát được. Nếu 12 giờ tối nay có hệ thống mới, hắn vẫn phải kích hoạt. Nói thế nào đây? bảo đảm sự an toàn cho mình một chút hơn nữa nếu linh u bảo này xuất thế thật sự là đẳng cấp huyền thiên thánh khí vậy dịp thiên vật chắc chắn không thể bỏ qua chẳng qua nếu hắn có được bảo vật này vậy e là không yên ổn như vậy nơi này là thần vực cường giả lại nhiều nếu họ biết một hậu bối có được huyền thiên thánh khí thì sẽ phản ứng ra sao chắc chắn là giết người đoạt bảo rồi chuyện này để sau hãy bàn Mộ Dung Tình nói, bây giờ có thể lần lượt tiến về Đại Hậu Sơn rồi. Ta hiểu rồi. Sau đó, họ chuẩn bị sơ bộ, nhau nhau tiến về Đại Hậu Sơn. Đi thôi, ngươi đi theo ta. Tam Nương nói với Diệp Thiên Dật. Được. Sau đó, họ từ từ đi ra. Diệp huynh đệ cũng muốn tới Đại Hậu Sơn. Lạc Vân nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó thản nhiên nói ra một câu. Sao vậy? quy định ta không thể đi ư? Được. Nhưng cảnh giới này của Diệp huynh đệ tới Đại Hậu Sơn làm gì? Xem kịch hả? Lạc Vân cười nhạo. Lạ lắm à nha, một thần thủ sứ cấp 3 như ngươi có thể đi, ta cũng là thần thủ sứ cấp 3, ngươi cao quý hơn ta hay sao? Ha ha ha. Không phải nói cao quý hơn ngươi, nhưng cho dù hai ta cùng là thần thủ sứ cấp 3, nhưng cảnh giới của ta cao hơn ngươi là chắc. Đây là sự khác biệt, cho nên ta đi cũng không thành vấn đề. Vậy quả thật kỳ lạ, tại sao một người cảnh giới cao hơn ta mà mới có làm thần thủ sứ cấp 3, ta vừa gia nhập thần minh thì đã là thần thủ sứ cấp 3. Tại sao vậy? Ta thấy khó hiểu. Đôi mắt của Lạc Vân lạnh lùng. Hừ. Hắn hừ lạnh, sau đó tăng tốc đi ra ngoài. Khóe miệng của tam nương khẽ nhếch lên. Lợi hại nha công phu của cái miệng này cũng mạnh ha. Diệp Thiên Giật nói, đương nhiên, ta dựa vào cái miệng này mà nổi tiếng đấy. Phục, thú vị, ngươi nói ta nghe xem, làm thế nào ngươi trở nên nổi tiếng. Diệp Thiên Giật nhún vai, nói, những tên cường giả kia kiếm chuyện với ta, ai nấy cũng đều nói ta chỉ biết hanh mồm nhanh miệng, vì họ không nói lại ta. Ngầu ngầu ngầu. Mộ dung tình đi tới, thản nhiên lên tiếng, Giữa thần thủ sứ tốt nhất phải hòa đồng một chút, nhất là tình huống như hôm nay. Người ta thấy ta chứng mắt nên gây chuyện, ta cũng đâu thể bấm bụng cam chịu chứ. Ừm, cũng cần phải cẩn thận. Giữa các thần thủ sứ với nhau, quan hệ của rất nhiều người cũng không tốt đẹp như thế. Có lúc có thể ra tay giúp nhưng nếu quan hệ không tốt, có lẽ người ta sẽ không ra tay. Ý của mộ dung tình rất rõ ràng. Tuy thần thủ sứ là một bên nhưng nếu quan hệ không tốt người ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi thậm chí nhìn ngươi chết ta biết rồi ta không sợ từng tối nay ngươi theo tam nương và ta là được làm chuyện trong khả năng là ổn ta biết rồi chẳng mấy chốc họ đã tới đại hậu sơn lúc trước dịp thiên dật từng đến đại hậu sơn nơi này vô cùng hoang vắng tuy nhiên đại hậu sơn bây giờ ngươi thậm chí còn chưa lên núi thì đã thấy đám đông lên núi hoặc là họ ở chân núi đại hậu sơn hoặc là di chuyển vài km quanh đây người thì rất đông rất nhiều người cũng ngự không mà tới đang quan sát một số tình hình của đại hậu sơn số lượng lớn thần thủ sứ tới đây cũng thu hút sự chú ý của họ vị này là mộ dung cô nương hả có vài người đi tới một vị lão giả nhìn mộ dung tình và hỏi điều này chứng minh nàng cũng rất có tiếng thâm sơn tiền bối hữu lễ mộ dung tình chắp tay ha 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 người còn nhớ lão phu à dĩ nhiên là nhớ rồi vãn bối còn nhớ năm xưa lúc tham gia tỷ võ thâm sơn tình bối còn bầu một phiếu cho vãn bối mộ dung tình chắp tay rồi nói ha 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 sự thật chứng minh ngươi quả thật không phụ lòng mong chờ của lão phu và số đông cường giả bây giờ ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như thế hậu sinh khả úy nha nàng nói Thâm Sơn tình bối quá khen, ngươi cũng tới đại hậu Sơn hả? Tuổi tác của Thâm Sơn tôn giả này đã cao cả đời hắn cơ bản không tồn tại thăng cấp nữa. Cho nên, thật ra về mặt lý thuyết, cường giả giống như hắn quả thật không cần phải tới đây để liều nguy hiểm tính mạng mà giành lấy Linh Bảo. Vì cho dù hắn đạt được Linh Bảo, đối với hắn mà nói thì hiệu quả cũng có hạn. Hơn nữa, hắn cơ bản không thể mượn Linh U Bảo để thăng cấp vi cao hơn đưa cháu của lão phu tới xem thử sau đó thâm sơn tôn giả vỗ chàng trai trẻ bên cạnh hắn ta hiển nhiên lần này hắn vốn không phải dành báo vật vì bản thân mà là vì đứa cháu này của mình tuấn nhi vị này là mộ dung cô nương mà lão phu thường nhắc với ngươi tư mã tuấn cậu mỉm cười và chắp tay từ lâu ta đã nghe danh tiếng của mộ dung cô nương hôm nay được gặp quả nhiên không hề tầm thường khách sáo rồi sau đó thâm sơn tôn giả nói tuấn nhi ngươi và mọi dung cô nương làm quen một chút đi điều này cũng giúp ích cho ngươi đấy tư mã tuấn cũng gật đầu dạ ông nội sau đó thâm sơn tôn giả mỉm cười nhìn sang mộ dung tình nói mộ dung cô nương ngươi và tuấn nhi có thể giao lưu một chút đi rõ ràng hắn muốn ghép đôi cháu trai của mình với mộ dung tình nàng đoán vậy rồi nói thâm sơn tình bối lần này vãn bối và các vị thần minh tới đây trên người có mang nhiệm vụ e là không có thời gian thâm sơn tôn giả thấy mộ dung tình nói thế thì cũng đành hết cách cũng đúng dù gì mộ dung cô nương cũng là người của thần minh ta nghe nói ám minh hình như cũng đã xuất hiện ở bắc dương thành thâm sơn tôn giả nói a di đà phật hôm nay ám minh chắc có động thái lớn một số cao thủ tăng nhân đi tới các vị tiền bối của phật môn cũng tới rồi sao họ gật đầu các vị thí chủ chớ lo, vạn Phật môn ta tới thuần túy chỉ vì đám súc sinh ám minh chứ không liên quan gì tới linh bảo. Vạn Phật môn này là một tông môn đỉnh cấp của thần vực, nhưng vạn Phật môn cũng có các chi nhánh ở khắp đại lục, họ chỉ là cường giả của nhánh nào đó. Nhưng cho dù cường giả của nhánh nào đó, cũng thuộc về vạn Phật môn, họ chắc chắn cũng là cao thủ. Các vị của vạn Phật môn biết những tin này rồi sao? Vô tâm đại sư gật đầu, nói, không sao, căn cứ vào tin mà vạn Phật môn nhận được, lần này ám minh e là có động tĩnh cực kỳ lớn, linh u thánh nữ của ám minh hình như cũng đã tới. Cái gì? Linh u thánh nữ của ám minh cũng tới. Đám đông nghe xong câu này thì không nhịn được mà cho mày. Nàng có địa vị rất lớn trong ám minh. Linh U Thánh Nữ này là con gái nuôi của ám minh chi chủ, đơn giản mà nói, nàng có thể là chủ nhân tiếp theo của ám minh danh hiệu và thực lực đều cường đại và khủng khiếp. Nàng đích thân dẫn người tới sao, chuyến đi tới đại hậu sơn này e là còn gian nguy hơn trong tưởng tượng của họ. Linh U Thánh Nữ này là ý nghĩa thật sự nhân vật lớn. Ám Minh là một thế lực đỉnh cấp vô cùng kinh khủng trên đại lục này. Theo một nghĩa nào đó, so với sự tồn tại đẳng cấp bá chủ của Nguyệt Thần Cung còn mạng hơn. Vì tông môn cấp bá chủ có vài nơi mà tà môn thì chỉ có một sự tồn tại ở đẳng cấp này đó chính là ám minh cái gọi là thiên quỷ môn thất tâm môn ám nguyệt tông họ quả thật đều là tông môn đỉnh cấp nhưng ám minh thật sự là lớn nhất còn thánh nữ của ám minh cũng được xem là sự tồn tại dưới một người trên vạn người của ám minh chi chủ người này nói thế nào đây bình thường cũng chưa có mấy người có thể gặp được nàng mà lần này nàng đích thân dẫn người quả thật có hơi khoa trương. Rốt cuộc linh bảo này là thứ gì? Vậy mà có thể khiến linh u thánh nữ đích thân ra tay. Vô tâm đại sư, ngươi có biết không? Thâm Sơn Tôn Giả nghi ngờ hỏi. Theo lời đồn, là phiên thiên ấn. Một vị lão giả đi tới. Ngươi là Tần Việt Đại Nhân, thần thủ sứ cấp 9. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, nhiều người xung quanh đều không nhịn được mà chấn động. A-di-đà-phật, lão nạp hữu lễ. Vô tâm đại sư cũng hành lễ. Vô tâm đại sư khách sáo rồi, ngươi là trưởng bối. Tần Việt cũng hành lễ với vô tâm đại sư. Ánh mắt của Diệp Thiên Giật nhìn sang tần Việt. Ngoan ngoãn. Thần thủ sứ cấp 9 đúng là có khác. Chắc gần như đạt đến nóc của thần thủ sứ rồi, vì thần thủ sứ cấp cao nhất chính là thần thủ sứ cấp 10. Mà trong tình huống bình thường, thần thủ sứ cấp 9 đã là hiếm gặp rồi. Diệp Thiên giật chắc rất nhiều năm hiếm khi gặp được một thần thủ sứ cấp 9, mạnh nhất cũng chính là thần thủ sứ cấp 8, mộ dung tình. Thần Minh nhận được tin, lần này Linh Bảo xuất thế vì phiên thiên ấn, tổng bộ cử bổn tôn dẫn người tới trước. Từ đó, có thể giải thích tại sao ám minh này lại do Linh U Thánh nữ đích thân dẫn người tới đây. Tần Việt nói. Sau đó, hắn nhìn sang mộ dung tình, khẽ chấp tay với nàng. Nàng ra hiệu cho hắn không cần như vậy. Chú Tần cũng tới rồi, thần minh còn ai tới nữa không? Mộ Dung Tình hỏi. Tần Việt đáp, vài người thần thủ sứ cấp 8 tới, nhiều thần thủ sứ cấp 6, cấp 7 đều tới, thần thủ sứ cấp 9 trước mắt chỉ có mình ta tới trước, những người khác có thể cần chút thời gian. Cũng đủ rồi, cường giả nhiều như vậy, còn có chú Tần đích thân tới đây cộng thêm cường giả của các danh môn chánh phái khác ám minh này cũng không thể quá hống hách tam nương nói mộ dung tình cũng khẽ gật đầu vậy bên này nhờ chú tần tập hợp được cứ giao cho ta tần việt nói ta vào xem thử mộ dung tình đưa tam nương và diệp thiên dật đi vào đại hậu sơn bên trong đại hậu sơn cũng đã có rất nhiều người tới không ngờ tần việt đại nhân cũng tới Tam Nương nói một câu. Ta cũng không ngờ. Nhưng nghĩ lại thì lần này Linh Bảo xuất thế, nếu là phiên thiên ấn, một mình tần Việt tới thì e là cũng không đủ lắm. Mộ dung tình lộ vẻ mặt u sầu. Vị tần Việt đại nhân này là thần thủ sứ đã lâu, hắn đích thân dẫn người cũng không đủ ư. Mộ dung tình nói, nhưng ám minh do Linh U Thánh nữ dẫn người, chí ít thì hộ pháp của ám minh này phải đi theo nàng đúng không? Cũng phải. Tam Nương khẽ nhíu mày, sau đó nói, nhưng cho dù là hộ pháp cũng không thể là đối thủ của Tần Việt Đại Nhân. Sức chiến đấu của hắn vô cùng khủng khiếp. Vị Tần Việt Đại Nhân này là người thế nào? Sau đó, Tam Nương nói với Diệp Thiên Dật, ý nghĩa thật sự của thần minh chúng ta dựa vào chính năng lực của mình xung kích để thành thần thủ sứ cấp chính trẻ nhất, từng đứng đầu của thời đại Hoàng Kim, nay Tu Vi chắc cũng là vạn cổ chí tôn rồi. Mấu chốt ở chỗ hắn đạt được thần huyết một dục, cho nên hắn khác thường. Chính xác là vậy. Mộ dung tình gật đầu. Thần huyết một dục. Diệp thiên giật khá là tò mò. Ngươi vừa mới tới nên không hiểu. Nghe nói thần huyết là đến từ tinh huyết của cường giả thượng giới, một dọc tinh huyết có thể cải tạo thể phách xác thịt. Bây giờ thể phách của hắn đã không phải là thể phách của một người phàm. Cho dù là thần chí cao, cuối cùng thể phách đó thuộc về người phàm nhưng thông qua thần huyết một dục giả, thể phách phi thường có thể chấn động. Đó không phải là vô địch hay sao? Diệp Thiên giật hỏi. Đương nhiên không đến mức như vậy, dù gì chỉ là thần huyết một dục mà thôi. Mà cũng không phải là đúng nghĩa thể phách, chỉ là tuyệt đối mạnh hơn bản thân, muốn tạo thành tổn thương, tuyệt đối không phải trong nhận thức bình thường có thể dễ dàng làm được, nhưng vẫn có thể mà. Diệp Thiên giật gật đầu hắn muốn thần huyết này với thể phát hiện giờ của hắn nếu có thể đạt được thần huyết một dục vậy thì đúng là không cách nào tưởng tượng nổi người ngưỡng mộ lắm phải không tam nương cười hỏi ai mà không ngưỡng mộ mộ dung tình nhìn về phía trước thản nhiên lên tiếng đây là chuyện cầu mà không được từ khi thần vực ra đời e cũng chỉ có không quá làm sao họ có được thần huyết một dục diệp thiên giật tò mò hỏi về cơ bản đều là đến từ một số di chỉ cường giả. Đây có thể là từ rất rất lâu trước đây, từ di chỉ cường giả đỉnh cấp của thượng giới rơi xuống để lại nơi này. Cho tới nay đã có không dưới 8 di chỉ cường giả đẳng cấp này xuất thế đều thu hút sóng to gió lớn, sự chấn động khắp đại lục. Di chỉ cường giả lần thứ 8 xuất thế, có 30 người đạt được thần huyết một dục. Tần Việt chính là di chỉ cường giả lần gần đây nhất đạt được thần huyết một dục. Mộ Dung Tình nói. Thì ra là vậy. Lúc ta ở bên dưới còn nghe nói là vì Tam bản xuất thế mới gần như xác định sự tồn tại của thượng giới. Diệp Thiên giật nói. Nói như thế nào đây? Tam bản xuất thế quả thật xác định sự tồn tại của thượng giới. Đám di chỉ cường giả này cũng được, thần huyết cũng được, sự xuất hiện của mấy thứ này chỉ khiến chúng ta nghi ngờ mà thôi. Dẫu sao đối với chuyện xảy ra từ lâu rồi, sự suy sụp của thời đại chúng thần mấy chuyện này chúng ta đã hiểu không lâu thời đại chúng thần lúc đó quả thật là tồn tại rất nhiều thần tộc sinh ra đúng thời họ có sức mạnh và năng lực khủng khiếp mà bây giờ chúng ta khó có thể tưởng tượng mộ dung tình thượng lại nói tiếp cho nên muốn nói thần huyết có thể là do họ giữ lại hay không cũng có khả năng này cho dù là hiện giờ những di chỉ cường giả khiến mọi người đạt được thần huyết một dục chúng ta cũng không thể xác định hoàn toàn là do cường giả của thượng giới để lại, thật ra cũng có thể là đỉnh cấp cường giả của thời đại chúng thần để lại. Diệp Thiên giật gật đầu. Ta hiểu rồi. Cho nên, nếu hắn muốn đạt được thần huyết một dục, vậy chỉ có thể thử chờ xem lần sau lợi ích thực tế của di chỉ của đẳng cấp này xuất thế. Bây giờ, những thiên tài đương đại mạnh nhất của thần vực, họ vẫn chưa đạt được ư. Diệp Thiên giật hỏi. Đương nhiên vẫn chưa, di chỉ cường giả lần gần đây nhất xuất thế chính là Tần Việt. Thời đại của hắn ta, lúc đó thì đỉnh cấp cường giả vẫn chưa xuất thế. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì cũng có người trong số họ đạt được thần huyết một dục, mà về cơ bản thì họ sẽ mạnh hơn. Họ vừa đi vào đại hậu sơn, vừa trò chuyện. Diệp Thiên Dật chắc cũng hiểu rõ tình hình. Đơn giản mà nói, thật ra cho tới bây giờ, họ cũng không cách nào hoàn toàn xác định, đám di chỉ cường giả khiến họ đạt được thần huyết một dục rốt cuộc là đến từ thượng giới hay là đám người rất mạnh của thời đại chúng thần thật ra đều có khả năng cả lúc thời đại chúng thần thậm chí tồn tại rất nhiều thần tộc trong số họ cho rằng nó thuộc về thần tộc chẳng hạn tộc thần thánh thiên sứ cho nên về cơ bản vẫn tồn tại khả năng này dẫu sao thì rất nhiều võ giả lúc đó rất nhiều huyết mạch quả thật còn khiển khiếp hơn bây giờ hơn nữa nói thật lòng trong nhận thức của họ gần như không có sự tồn tại của thượng giới nếu có tồn tại nếu tùy tiện có gì chỉ do những cường giả của thượng giới suy tàn để lại theo lý mà nói thì chắc là có thể ghi chép lại thôi đi trước tiên đừng nói những chuyện này nữa linh lực thiên địa này đã rất dày đặc nhưng các ngươi có phát hiện không linh lực thiên địa này không những bao trùm đại hậu sơn hình như có sức mạnh gì đó phong tỏa đại hậu sơn lại vậy Mộ Dung Tình trầm ngâm lên tiếng. "Chính xác, lúc đó ta đã phát hiện, nhưng cũng quả thật là chưa nhìn ra được gì." Diệp Thiên giật nói. "Có thể Phiên Thiên ấn này chính là như thế, hay là nói là do yêu thú dở trò, tam nương trầm ngâm. Sau đó, nàng nói tiếp, thật ra khá là dễ hiểu, yêu thú này không muốn để lộ linh lực thiên địa của linh khí thu hút sự chú ý của quá nhiều người, có thể nó chính là cố tình tiết lộ linh lực mà Phiên Thiên ấn che giấu." nhưng hắn không thể đàn áp toàn bộ linh lực vậy đành khiến linh lực cố hết sức không hiện ta tại đại hậu sơn chẳng qua đã bị phát hiện rồi mộ dung tình cũng gật đầu chắc là như vậy bây giờ linh lực thiên địa đã vô cùng dày đặc cơ bản có thể xác định phiên thiên ấn này chính là tối nay muộn nhất là sáng hôm sau sẽ xuất thế ta cũng không biết rốt cuộc ám minh này có động tĩnh gì đây mộ dung tình thở dài áp lực mà Ám Minh gây cho người khác quả thật quá lớn. Nhất là Ám Minh này đang ẩn mình trong bóng tối, ai cũng không biết họ muốn làm gì. Hơn nữa, còn do Linh U Thánh nữ đích thân dẫn người. Lần này rất khó. Thời gian dần trôi. Cường giả ngày càng đông. Tới nơi này cơ bản thì tương đối gần cường giả mạnh, cường giả tương đối yếu cũng đều là cường giả mang tới. Còn về cường giả của thế lực đỉnh cấp, họ cũng không có động tĩnh quá lớn hết cách rồi không kịp nữa tin này quá đột ngột trong thời gian ngắn chưa tới một ngày họ cũng quả thật không dễ dàng qua đây ví dụ những thế lực của nguyệt thần cung tuy họ có một số thứ tương tự truyền tống trận phiên thiên ấn này cũng có thể thu hút sự chú ý của họ nhưng đúng là không kịp chẳng qua đối với đám người kia mà nói họ thật sự không cần phải tới rất đơn giản Họ sẽ rất dễ dàng biết cuối cùng Phiên Thiên Ấn rơi vào trong tay ai. Từ trong tay ai đó mà đạt được Huyền Thiên Thánh khí, đối với họ mà nói thì càng đơn giản. Huống hồ, nếu cạnh tranh cùng một nhóm người, quả thật có hơi ảnh hưởng phong thái của các thế lực đỉnh cấp. Đúng rồi, Phiên Thiên Ấn này là Huyền Thiên Thánh khí hạng mấy? Diệp Thiên giật tò mò hỏi. Nói như thế nào đây? Huyền Thiên Thánh khí chỉ có 10 hạng nhưng tồn tại của một số linh khí đỉnh cấp vẫn chưa xếp vào danh sách huyền thiên thánh khí, phiên thiên ấn này là một trong số đó. Chưa vào bản danh sách. Diệp thiên giật xoa cầm. Vậy hắn hình như cũng không cần chú ý nhiều làm gì. Tam Nương nói, chưa vào bản danh sách có thể cũng chưa mạnh như 10 loại huyền thiên thánh khí trong danh sách. Nếu không thì e là nguyệt thần cung, võ thần điện. Làm sao các thế lực siêu đỉnh cấp khác đều tới đây, chỉ có thể nói họ vốn không quá coi trọng phiên thiên ấn này nhưng phiên thiên ấn này tương đối đặc biệt ta không biết linh bảo xuất thế trong này làm sao truyền ra từ phiên thiên ấn làm sao bị người ta biết ta chỉ biết phiên thiên ấn là một huyền thiên thánh khí rất cổ xưa trên đại lục có rất ít ghi chép về phiên thiên ấn thậm chí rốt cuộc phiên thiên ấn này mạnh cỡ nào cơ bản chắc cũng không ai biết cho dù là đám người của nguyệt thần cung chắc cũng không hẳn là biết rõ nhưng nay nó là một sự tồn tại chưa lọt vào danh sách 10 huyền thiên thánh khí, vậy quả thật không đến mức cường đại cho lắm, đám người kia không tới cũng là chuyện bình thường." Diệp Thiên Giật nói, nhưng có một điểm rất là lạ, vậy nếu không có một huyền thiên thánh khí mạnh như vậy, tại sao có thể khiến Linh U Thánh nữ đích thân dẫn người tới đây? Phải ha? Đây quả thật là điều khiến họ không hiểu." Mộ Dung Tình nói tất cả tài liệu ra được là phiên thiên ấn này là một linh khí của thời đại chúng thần linh khí này cũng không gây nhiều sóng gió vào lúc đó cho nên có rất ít ghi chép về nó nhưng về mặt lý thuyết nếu là một linh khí thật sự cường đại ở thời đại chúng thần từ lâu thì chắc cũng có danh tiếng lớn chứ từng đồng thời một nơi không có tên một cô gái đeo mặt nạ góc dáng vô cùng bốc lửa đang ngồi trên ghế trước mặt nàng có mấy chị bóng dáng đứng vây quanh tham kiến thánh nữ điện hà họ từ từ hành lễ từng đứng lên đi linh u thánh nữ thản nhiên nói người tới bao nhiêu nàng hỏi có ba ngàn người tới toàn là ám thủ sử tương đối đỉnh cấp của ám minh tu vi thấp nhất cũng là chân thần cảnh sáu trăm người đạt thái cổ thần vương cảnh trên bán thần thì sao linh u thánh nữ lại hỏi khoảng 80 người. Nàng hơi trầm ngâm. Mới 80 người sao? Thánh nữ điện hạ, chuyện xảy ra đột ngột, rất nhiều người đang trên đường tới, dự là trước khi trời tối có thể tới đây chắc cũng sẽ tăng gấp rưỡi. Linh U thánh nữ khẽ gật đầu, ừm, chuyện này quả thật đột ngột. Nếu không thì các thế lực đỉnh cấp của đại lục sao lại cử người tới đây? Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây đúng là một cơ hội. Nguyệt thần cung, Võ thần điện, Tam đại thánh địa. Họ đều không tới kịp, chắc cũng sẽ không tới. Nhưng dựa vào vạn Phật môn còn có đám vô Tích sự thần thử sự đó, cũng chẳng gây nên sóng gió lớn. Ám minh của họ thật ra cũng vừa mới nhận được tin này. Sớm hơn họ một ngày. Chẳng qua, họ còn tốn nhiều thời gian tiến về Đại Hậu Sơn điều tra. Cho nên thật ra thành viên của ám minh này tập trung cũng không tính là nhiều. Thánh nữ điện hạ Thuộc hạ có một chuyện khó hiểu. Một vị lão giả cung kính hành lễ và nói: "Chuyện gì?" Thuộc hạ điều tra số lượng lớn cổ tịch trong Ám Minh, thượng chí trước thời đại chúng thần, cổ tịch các thời kỳ khác nhau của hạ chí, có rất ít ghi chép liên quan Phiên Thiên Ấn. Có thể tra được thì đều nói, Phiên Thiên Ấn này thật ra vốn không tính là một huyền thiên thánh khí cường đại, chúng ta hà tất phải vì một linh khí còn chưa được lọc vào danh sách 10 loại huyền thiên thánh khí mà làm to chuyện? ám minh quá mạnh. Lời nói của lão giả này thật ra vốn không phải nói hắn coi thường phiên thiên ấn này, hắn cũng không có linh khí đẳng cấp này, nếu cho hắn ta, để hắn có được, đương nhiên hắn sẽ kích động vô cùng, phụ trách truyền tin. Chỉ có thể nói, ám minh nhiều năm qua, rất ít chuyện quy mô hơn hàng ngàn ám thủ sử cùng hành động như vậy, hơn nữa còn do linh u thánh nữ dẫn dắt. Lần trước, chuyện quy mô kiểu này vẫn là lúc di chỉ xuất thế, số lượng lớn ám thủ sử dần dần đi vào trong di chỉ. Nhưng cũng không phải nhằm vào đám người của thần thủ sứ, thuần túy chỉ là họ cũng muốn có được một số thứ tại di chỉ. Phải nói là nhằm vào đám người thần minh mà nói, cho dù linh khí này quả thật đáng để ám minh huy động nhiều người như thế, nhưng cũng quả thật không cần thiết phải khiến linh u thánh nữ cao quý ra tay. Quả nhiên các ngươi đều nghĩ như vậy à. Linh u thánh nữ liếc nhìn đám đông chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì khác ư họ nghi ngờ nhìn sang nàng nay các ngươi có đông người như thế thậm chí còn có vài cường giả cổ xưa đều cho là vậy vậy thì bổn thánh nữ cũng yên tâm xem ra nguyệt thần cung và các thế lực đỉnh cấp này chắc cũng sẽ không có người tới đây họ cho mày nhìn nhau thánh nữ điện hạ nói vậy là sao ạ à? linh u thánh nữ chậm rãi đi tới nói Phiên thiên ấn này còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng, các ngươi biết nó từng là linh khí của ai chưa? Trong ghi chép hình như là linh khí của một vị cao thủ dùng kiếm chưa rõ tên. Linh U Thánh nữ thản nhiên đáp, đúng là vậy. Nhưng đó là vì phiên thiên ấn này là do hắn đạt được từ trong tay người khác. Ồ. Còn có chuyện này sao? Vốn dĩ người sở hữu phiên thiên ấn này là tộc Đoạ Thiên Sứ thần tộc. Cái gì? Nghe đến đây Đám đông đều trố mắt đứng nhìn. Tộc đọa thiên sứ. Phiên thiên ấn này là của họ ư? Tộc đọa thiên sứ này là thần tộc của thời đại chúng thần, nhưng hễ lúc đó, thần tộc của thời đại chúng thần đều là tộc vô cùng khoa trương như thế. Bao gồm bây giờ mấy thế gia trường thọ của thần vực, họ ở thời đại chúng thần thì vô cùng khoa trương. Cho dù ở thần vực bây giờ, tới thời đại này, mấy thế gia trường thọ này vẫn là sự tồn tại cấp bá chủ một thế gia đơn thuần của họ không kém gì so với nguyệt thần cung mà tộc đọa thiên sứ đồ trong tay họ có thể kém ư hơn nữa đây là báu vật trấn tộc của tộc đọa thiên sứ các ngươi hiểu tại sao năm xưa thứ này không lọc vào danh sách huyền thiên thánh khí rồi chứ đó là vì tộc đọa thiên sứ bảo vệ báu vật rất cốt trừ phi người trong tộc của họ không ai biết sự tồn tại của phiên thiên ấn mãi tới khi nó rơi ra ngoài Mọi người mới có người nghe nói đến tên của linh khí này Nhưng tại sao nó lại rơi ra ngoài Linh U Thánh Nữ nói Nguyên nhân rất đơn giản Bị trộn Cái gì Còn có người trộn đồ từ trong tay của tộc đoạ thiên sứ Họ tỏ ra vô cùng khó hiểu Trừ phi ai đó trong tộc đoạ thiên sứ bọn họ làm Nếu không thì làm sao giải thích đây Không sai Đồng thời trộn đi phiên thiên ấn là người trong tộc và cũng không tính là một thiên tài rất lợi hại gì. Tại sao? Vì một thành viên của tộc Đoạ Thiên Sứ yêu người của nhân tộc. Đồng thời, sau khi trải qua một số chuyện, người kia quả thật cũng trở thành bạn của tộc Đoạ Thiên Sứ, giành được sự tin tưởng của họ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Phiên Thiên Ấn, lòng tham đã bộc lộ, hắn đã đánh cắp nó. Linh U Thánh Nữ nói, còn về tại sao Phiên Thiên Ấn này cũng không có nhiều người biết đến trong mấy năm tiếp theo, Thứ nhất là vì người này không dám để lộ sức mạnh của nó ra ngoài một cách dễ dàng. Nếu không thì tất nhiên sẽ thu hút tộc đọa thiên sứ. Thứ hai, khả năng thiên phú của hắn quả thật cũng tạm được, cũng không cách nào phát huy sức mạnh cường đại của Phiên Thiên Ấn. Từ đó dẫn đến người đời có nhận thức sai lầm về Phiên Thiên Ấn. Thì ra là vậy. Sau đó, khi một thời đại mới đến, thời đại chúng thần bị diệt, tộc đọa thiên sứ biến mất, chuyện này cũng không giải quyết được gì phiên thiên ấn này cũng có thể đã rơi xuống nhân gian vào lúc đó linh u thánh nữ lên tiếng thánh nữ điện hạ làm sao biết được à có vô số sự tồn tại đỉnh cấp trên đại lục họ đều không biết chuyện này lẽ nào là tôn thượng làm sao ta biết thì các ngươi không cần biết sự thật chính là như vậy do đó á minh bằng lòng cử ra quy mô tương đối lớn tới làm chuyện này tất nhiên phải có được phiên thiên ấn mà cường giả và thế lực đỉnh cấp khác họ vốn không biết, cho nên họ không có tới. Do vậy, lần này ám minh chắc chắn thành công. Nếu biết tin sớm chút nữa, e là cha nuôi cũng nít thân ra tay, cũng đúng lúc ta ở cách đây không xa, từ đây mà tụ tập mọi người lại tới Bắc Dương Thành. Bọn ta hiểu rồi. Họ gật đầu. Phiên Thiên Ấn là một sự tồn tại khủng khiếp có thể xếp trong top 3 huyền thiên thánh khí, đạt được nó, đối với Ám Minh mà nói, đây là một chuyện có ý nghĩa khác thường. Nếu lần này thành công, ai cũng có thưởng. Rõ. Hơn nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Linh U Thánh Nữ tỏ ra nghiêm nghị, khóe miệng dương lên độ công, nói, lần này chúng ta phải làm không chỉ là đạt được phiên thiên ấn, đồng thời phải khiến đám người tới Đại Hậu Sơn hôm nay, để nơi này trở thành nấm mồ chôn xác bọn họ. Rõ. Bầu trời càng tối dần. Người của Ám Minh E là cũng sắp tới rồi chứ mộ dung tình đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh họ càng không xuất hiện mọi người đều thấp thỏm trong lòng cứ cảm thấy họ đang âm thầm chuẩn bị gì đó tần đại nhân nhìn thấy tần việt đi tới mộ dung tình cũng nói một câu ám minh này còn chưa có động tĩnh gì tần việt lên tiếng từng họ cảm nhận được linh lực thiên địa xung quanh linh bảo này e là sắp xuất thế đã mơ hồ cảm nhận được sự trộn rộn của súc sinh. Tần Việt nói. Tần Đại Nhân, phong tỏa Đại Hậu Sơn này rồi chưa? Tần Việt gật đầu, từng, đã phong ấn rồi. Đám người kia còn chưa kịp tới, họ đành bị phong tỏa ở bên ngoài. Nhưng đã có quá nhiều người tập trung tại Đại Hậu Sơn này, nơi này cũng không trụ được lâu. Sắc trời ngày càng tối. Chẳng mấy chốc, thời gian cũng sắp tới 12 giờ đúng số lượng lớn cường giả đứng ở khắp nơi trong đại hậu sơn đợi linh bảo xuất thế mà ám minh vẫn chưa xuất hiện xung quanh yên tĩnh thật đáng sợ không có bất kỳ ai lên tiếng chính ngay lúc này linh lực thiên địa đã dày đặc đến trình độ vô cùng khoa trương chỉ có thể nghe thấy âm thanh của gió tới rồi dù sao đám đông cũng có số lượng lớn cường giả linh bảo này sắp xuất thế mà hiện giờ Họ lờ mờ có thể cảm nhận được trong đại hậu sơn có một bóng dáng đang di chuyển, có hơi khó bắt giữ, nhưng có thể xác định đây chính là yêu thú mạnh mẽ canh giữ phiên thiên ấn mà họ cần tinh thể kiểu nhỏ. A, à, một tiếng hét thảm từ xa vọng lại, đi! Rất nhiều người trong số họ nhanh chóng chạy sang bên đó, tuy nhiên hơn hai chục người ở nơi đó đã trở thành xác chết. Cái gì? Con ngươi của đám đông co rút kịch liệt. Tất cả mọi người đều lộ nét mặt nghẹn họng nhìn trân trốn gùi sự ngạc nhiên, họ thật sự kinh hoàng hơn. Cho dù là mộ dung tình, thậm chí là tần việt đều không dám tin và hết sức ngạc nhiên. Hai mươi mấy người bên này, trong thời gian ngắn vậy đã hóa thành xác chết. Thậm chí họ còn chưa nhìn ra bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào, chỉ có thể chứng minh, họ là bị giết ngay tức khắc, thậm chí họ có thể còn chưa kịp phản ứng, cũng có thể đã phản ứng kịp nhưng tất cả những gì họ làm đều chẳng thấm vào đâu mà họ đến đây vì nghe thấy tiếng hét đó, chắc chắn không quá 10 giây, không có bất kỳ tiếng động nào, hai mươi mấy người bên này đều bị giết. Nhất là trong tình trạng thiếu ánh sáng như vậy. Nói thật thì ai cũng có áp lực tâm lý cực lớn. Chuyện này là sao? Số lượng lớn người xung quanh từ khắp nơi nghe thấy thì qua đây, sau đó họ đã thấy cảnh này. Cái gì? Họ đều không nhịn được mà tỏ ra ngạc nhiên sau lưng mơ hồ có vẻ toát mồ hôi lạnh. Họ. Chết như vậy ư. Tần Việt gật đầu, từng, chết như vậy đấy. Hơn nữa, trong số họ còn có thái cổ thần vương cảnh. Sau đó, họ đi qua đây. Những người khác nhanh chóng cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Mười giây trước yêu thú kia còn ở đây, mà bây giờ. Từng ực. Nói thật thì có hơi kinh khủng. Không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của yêu thú, Lẽ nào nó rất mạnh? Mơ hồ có thể cảm nhận được một chút, nhưng vốn không phải rõ ràng như thế. Mộ Dung Tình ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của người đã chết. Toàn bộ đều bị chặn họng. Nàng nói, trong phút chốc chặn họng của hai mươi mấy người, thậm chí linh hồn của họ đã biến mất dạng, đây rốt cuộc là quái vật nào chứ? Người xung quanh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Thậm chí thái cổ thần vương cảnh cũng bị chặn họng. Họ nhanh chóng cảnh giác nhìn khắp ngõ ngách tối tăm. Yêu thú này chắc chắn là cực kỳ nhanh nhẹn, đồng thời cực kỳ giỏi trong việc che giấu sự tồn tại của nó, đại hậu sơn lớn như vậy, tất cả người lên đây đều là cao thủ đỉnh cấp, phóng thích thần thức tìm nó mà không tìm được. Nghĩ lại thì có hơi đáng sợ. Nhưng cũng may người quanh đây có 30 40 người, hơn nữa còn có mặt của cao thủ Tần Việt. Tương đối mà nói, họ không sợ hãi như vậy. Nhanh kêu những đám người đang phân tán kia mau chóng tập hợp lại, e là có nguy hiểm. Mộ Dung Tình vội hét lên. Được. Sau đó, nàng nhìn sang Tần Việt, nói: "Tần Việt đại nhân, có cách tìm ra yêu thú này không?" Tần Việt lắc đầu, "E là không có, đành phải xem những cường giả khác liệu có cách gì không." Yêu thú này chắc chắn không đơn giản. Ha. Họ cực kỳ sợ hãi, sau đó nhanh chóng chạy qua bên kia có bốn người đã trở thành xác chết tất cả mọi người tập hợp dưới chân núi đại hậu sơn tuyệt đối đừng để một mình yêu thú rất mạnh mộ dung tình truyền âm thanh mang linh lực của mình khắp đại hậu sơn rất nhiều người của đại hậu sơn cũng đã biết tình hình nhưng họ có thể không rõ tình hình rốt cuộc có bao nhiêu nguy cơ đi thôi mau chóng tập hợp cảm giác vẫn khá là nguy hiểm trước tiên qua đó xem thử họ cũng dần dần tập hợp dưới chân núi của đại hậu sơn số người rất đông chắc có thể có người chưa tới vậy nếu họ chết thì thuần túy là gieo nhân nào gặt quả ấy mộ dung cô nương chuyện này là sao sau đó mộ dung tình nghiêm túc nói với mọi người chuyện này cái gì nghe nàng nói xong nét mặt của đám đông thay đổi cơ bản không có sức đánh trả với tốc độ cực nhanh giết nhiều người như vậy trong chốc lát đây là yêu thú gì thế? Họ cho mày, vẻ mặt sụ xuống. Mặc kệ là yêu thú kiểu gì, nếu đám người chúng ta cảnh giác một chút, tìm ra được nó, vấn đề chắc không lớn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, con yêu thú này dường như rất linh hoạt, rất biết cách trốn. Hơn nữa chắc chắn là rất mạnh, bây giờ Linh Bảo còn chưa xuất thế. Sự xuất hiện của yêu thú này chắc muốn trợ giúp cho Linh Bảo xuất thế. Đồng thời muốn làm suy yếu sức mạnh của chúng ta, tiện thể họ mang linh bảo đi. Việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta cần phải tìm ra yêu thú này, đại hậu sơn vốn không lớn, nhưng ta chờ hiệu quả của thần thức cũng không ổn, hình như không cách nào tra được sự tồn tại của yêu thú đó, không biết mọi người có mặt, ai có cách tốt hơn có thể tìm yêu thú kia không?" Tần Việt nói, dù ta đều không cách nào khóa chặt hành tung của yêu thú này, rất kỳ lạ, năng lực ở phương diện khác chắc chắn rất mạnh, e là cần một số cách đặc biệt mới có thể khóa chặt nếu không thì chúng ta đành ở cạnh nhau trong toàn bộ hành trình đợi linh bảo hiện thế rồi hẳn quyết định nhưng bây giờ chắc cũng còn một khoảng thời gian linh bảo mới hiện thế trong khoảng thời gian này tốt nhất chúng ta phải tìm cho được yêu thú kia và giải quyết ngay nếu không thì sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ lớn với chúng ta không sai hơn nữa yêu thú này trông có vẻ rất mạnh đồng thời tất nhiên nó cũng đã có chút liên quan đến phiên thiên ấn quan hệ này có thể khiến nó có thể dùng một số sức mạnh cường đại của phiên thiên ấn giai đoạn hiện tại trong trạng thái phiên thiên ấn xuất thế chắc nó không dùng sức mạnh khác nhưng nếu một khi phiên thiên ấn xuất thế thành công trước tiên có thể đạt được phiên thiên ấn chính là yêu thú cường đại này nếu nó dùng một phần sức mạnh của phiên thiên ấn chúng ta sẽ khó đánh được đúng vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra yêu thú và giải quyết còn lại thì chúng ta chỉ cần tập trung đối phó ám minh là được có ai có thể có cách nào tìm được vị trí của yêu thú không a di đà phật lúc này vô tâm đại sư đi ra nói lão nạp thử một phen vô tâm đại sư của vạn phật môn chắc chắn đã nghĩ ra cách gì đó làm phiền ngươi vô tâm đại sư sau đó hắn gấp đầu đi tới một khoảng đất trống bỗng chốc chiếc áo cà sa của hắn múa theo gió một đạo ánh sáng vàng vọt thẳng lên trời sau đó vô tâm đại sư đập lòng bàn tay của mình xuống đất đây cũng chẳng phải uy lực khổng lồ đặc biệt gì nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy sức mạnh màu vàng giống mạch xung lan nhanh dưới đất về phía toàn bộ đại hậu sơn vô tâm đại sư duy trì tư thế khó hiểu đó nhắm mắt lại cảm nhận gì đó sau đó hắn không nhịn được mà cho mày phục trong chốc lát hắn phun thẳng một nguồn máu tươi ra ngoài đám đông ngạc nhiên vô tâm đại sư họ nhao nhao chạy qua vô tâm đại sư đứng dậy lau máu tươi nơi khóe miệng không sao đám đông ngạc nhiên nhìn hắn ta sau đó vô tâm đại sư lên tiếng yêu thú này có thể còn mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta tu vi của lão phu đường đường là bán thần phóng thích năng lượng này bị hắn phát hiện vậy mà bị hắn cưỡng ép phá toan gặp phải phản vệ của sức mạnh này Vô Tâm đại sư vô cùng ngạc nhiên. Yêu thú này thật sự rất mạnh. Đám đông nhìn nhau. Nói vậy thì yêu thú này thậm chí còn là tu vi trên bán thần à, chỉ cần không vượt quá vạn cổ chí tôn, chắc cũng không phải vấn đề lớn. Vô Tâm đại sư, ngươi còn phát hiện gì không? Sau đó, Vô Tâm đại sư chỉ về một hướng, nói, lúc nãy yêu thú kia ở hướng đó, nhưng thời gian rất ngắn, hắn tiến hành di chuyển khoảng cách dài năm lần hắn không những có tốc độ nhanh, chắc chắn còn dự phòng sức mạnh không gian. Hơn nữa sức mạnh của nó rất cường đại, lão nạp cũng không nhìn ra. Đám đông nhìn nhau. Tình hình có thể còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng. Nói như vậy, bây giờ chúng ta cơ bản rất khó bắt được. Tần Việt nói, bắt nó thì cũng có cách, nhưng cường độ của hắn rất cao, có thể giết hơn 20 tên cao thủ ngay, điều này dẫn đến chúng ta rất khó làm được chuyện chia nhau tìm hắn ở Đại Hậu Sơn. Tam Nương nói, cũng không hẳn là không được, cũng có không ít cường giả có mặt, số lượng người đông mà. Cho dù là một nhóm trăm người, chúng ta cũng có thể lập đội, chia nhau đi tìm nó ở khắp Đại Hậu Sơn. Nay con yêu thú này đã xuất thế, vậy thì chứng minh nó ở trên Đại Hậu Sơn, có thể chỉ là năng lực ẩn nấp mạnh hơn thôi. Nói vậy cũng phải. Tần Việt suy nghĩ một lúc. Tần đại nhân, ngươi là thần thủ sứ cấp chính cao quý, sắp xếp thế nào đành trông vào ngươi đấy? Đám đông nhìn sang Tần Việt và nói. Sau đó, hắn lên tiếng, vậy cứ làm theo những gì Tam Nương nói đi. Cứ hơn trăm người thì lập một đội, tiến hành tìm kiếm ở Đại Hậu Sơn. Mỗi đội đều cần cường giả đăng cấp bán thần dẫn đội, tin là mọi người dù ít nhiều cũng có năng lực không gian đại loại vậy. Một khi phát hiện yêu thú đó, chỉ cần nghe tiếng động, Chúng ta có thể nhanh chóng đi tới, cần phải giải quyết ngay Được Họ gật đầu Nhưng vẫn phải chú ý đòn đánh lén của yêu thú này Sau khi giải quyết xong, chúng ta có thể yên tâm chờ sự xuất hiện của ám minh Đám đông lại gật đầu Ừm, ta dẫn một đội thần thủ sứ, mộ dung cô nương, ngươi cũng dẫn một đội đi Mộ dung tình khẽ gật đầu Tam nương, dịp thiên vật, hai người đi theo ta, những người khác Âm Sơn Tôn Giả đưa cháu trai Tư Mã Tuấn của mình đi tới. Bọn ta cũng đi theo Mộ Dung cô nương đi. Mộ Dung tình gật đầu. Chẳng mấy chốc, nơi này chia ra mấy chục đội. Đủ để thấy Đại Hậu Sơn lúc này có bao nhiêu người tới. Có thể chưa tới 10.000 nhưng chắc chắn cũng không ít. Xuất phát. Sau đó, họ từ các phía tiến vào Đại Hậu Sơn. Bên ngoài Đại Hậu Sơn. Chuyện này là sao? sao đại hậu sơn lại bị phong tỏa có ý gì đây dựa vào gì mà không cho chúng ta vào chúng ta xa xôi vạn dặm đến đây sao nơi này lại phong tỏa rồi đúng vậy đại hậu sơn đâu phải lãnh địa riêng của ai linh bảo xuất thế ai cũng có tư cách để đạt được dựa vào gì mà phong tỏa như tần việt đã nói việc phong tỏa đại hậu sơn quả thật đã thu hút nhiều sự bất mãn của cường giả đến nơi này các ngươi nghĩ cách cho ta. Họ rất kích động, chỉ tay vào đám thần thủ sứ đứng canh chừng ở bên ngoài. Các ngươi đừng nóng vội, đừng nóng vội, chuyện là như vậy. Đại hậu sơn này quả thật có linh bảo xuất thế. Nhưng bây giờ đại hậu sơn có một con yêu thú rất là mạnh, nó có thể giết hơn hai chục võ giả ngay tức khắc. Bây giờ tất cả người ở đại hậu sơn đang tìm con yêu thú cường đại đó, bọn ta cũng hết cách nên phong tỏa nơi này. Hơn nữa, Người của Ám Minh vẫn chưa xuất hiện, nơi này cũng ngăn bọn họ tiến vào Đại Hậu Sơn, chí ít chúng ta có thể tiến hành sàng lọc. Sau đó, họ nhao nhao hét lên, cho nên chúng ta phải đi vào, có vấn đề gì không? Tiếp theo, hắn lên tiếng, không có vấn đề gì, nhưng hy vọng mọi người có thể phối hợp với bọn ta, có thể vào trong nhưng bọn ta cần kiểm tra với những người đi vào. Các ngươi cũng là cao thủ, bọn ta biết kiểm tra thì các ngươi chắc chắn sẽ tỏ ra bất mãn. Nhưng chúng ta cũng hết cách người của Ám Minh có thể sẽ tháo mặt nạ để đi vào, hy vọng các ngươi thông cảm. Chuyện này thì không có là gì, cho bọn ta vào là được. Vậy được, mong mọi người đi vào Đại Hậu Sơn theo thứ tự. Diệp Thiên giật đi theo Tam Nương, Mộ Dung Tình, hơn 100 người bọn họ đi tới một chỗ nào đó của Đại Hậu Sơn. Mọi người hãy mở thần thức ra, nhiều người phóng thích thần thức như vậy, cho dù con yêu thú kia biết cách ẩn nấp, cũng không thể cứ nấp hoài được cũng phải bị phát hiện thôi mộ dung tình nói từng sau đó đám đông phóng thích thần thức mọi người đều nhìn xem dưới đất liệu có nơi nào như hang động hay không cho dù yêu thú này rất giỏi lẫn trốn nhưng chúng ta đi qua từng ngóc ngách nhiều đôi mắt thế này nhiều thần thức như vậy chắc cũng khiến nó không còn chỗ trốn nhưng nếu nó nấp ở trong một hang động nào đó quả thật là rất khó tìm thâm sơn tôn giả nói Ừm, ta hiểu rồi. Sau đó, họ tiếp tục tìm. Chắc đã 5 phút trôi qua. Ừm. Uhm. Bỗng nhiên ở một nơi nào đó truyền đến một tiếng nổ vang khổng lồ. Có tiếng đánh nhau. Tất cả người trong đội của họ nhao nhao nhìn về một phía. Đi. Vù. Sau đó, tất cả bọn họ chen chúc nhau phi nhanh về phía đó. Đợi họ qua đó, tình hình bên này khiến họ ngơ ngác. Cái gì? họ trố mắt nhìn về vị trí này, có dấu vết đánh nhau, nhưng hàng trăm xác chết nằm la liệt dưới đất. đám đông toàn bộ họ đều ngơ ngác. đây, họ trừng to mắt. sao lại như vậy? hơn một trăm người, có bán thần dẫn đội, sao trong thời gian ngắn có thể thương vong nặng nề như vậy? không có chết toàn bộ, nhưng cũng có lác đác vài người còn sống, hơn nữa còn bị thương nặng. nhạc sơn tôn giả chuyện này là sao? Họ nhìn một vị lão giả đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi để lấy lại sức. Là thượng cổ hung thú, tà thiên tam mâu hổ. Nhạc sơn tôn giả mở miệng lên tiếng. Cái gì? Tà thiên tam mâu hổ. Đám đông nhìn nhau. Thượng cổ hung thú chính là sự tồn tại đẳng cấp cao hơn so với yêu thú thường thấy. Chúng sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, thể phách và cả năng lực cường đại đặc biệt. Thượng cổ hung thú có tiếng nhất chính là những điểm này, sức chiến đấu khủng khiếp, thậm chí không kém gì những sự tồn tại cường đại như rồng, phượng hoàng, kỳ lân. Nhưng có vài con thượng cổ hung thú, tuy họ không thuộc thượng cổ hung thú đẳng cấp cao, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi, Tà Thiên Tam Mâu Hổ chính là một trong số đó. Gần như có thể so sánh với thượng cổ hung thú đỉnh cấp. Sự tồn tại kiểu này, ví dụ thượng cổ hung thú cấp bậc bán thần, thái cổ thần vương cảnh thất giai mà họ tìm thấy thật ra cũng không thành vấn đề, lực sát thương của họ cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới gì? Tần Việt hỏi. Vạn cổ chí tôn. Nhạc Sơn Tôn giả nói. Vạn cổ chí tôn. Họ trao mày. Vạn cổ chí tôn. Nói thật thì khá là khó khăn. Vì nguyên nhân phiên thiên ấn khó hiểu, cho nên dẫn tới cường giả của Đại Hậu Sơn thật ra cũng không mạnh lắm. Đám vạn cổ chí tôn kia có thể coi thường thứ gọi là Huyền Thiên Thánh khí. Đương nhiên, cũng không đến mức nói là coi thường. Dẫu sao không phải là linh khí nổi tiếng gì, họ cảm thấy trống rỗng khó hiểu. Hơn nữa, họ đều là nhân vật có máu mặt, qua đây tranh giành linh khí với một nhóm người, đúng là nực cười. Thật ra, chung quy thì vẫn là vì họ cảm thấy phiên thiên ấn vốn không phải linh khí cực tốt hay vô cùng mạnh. Nếu không thì đừng nói là đám vạn cổ chí tôn kia thần trí cao cũng tới. Điều này dẫn tới, thật ra vạn cổ chí tôn tới đây cũng không có bao nhiêu. Chưa vượt quá 10 người. Cho dù là 10 người. Nhưng thứ mà họ đối mặt chính là thượng cổ hung thú tà thiên tam mâu hổ cùng đẳng cấp. Đây lại là một tin không lành. Nói thế nào chứ, 10 võ giả của vạn cổ chí tôn thật sự không hẳn là đối thủ của thú tà thiên tam mâu hổ. Nói cách khác, về mặt lý thuyết thì chắc chắn không hẳn là đối thủ của thú tà thiên tam mâu hổ của vạn cổ chí tôn này có thể đánh thần tôn chúng ta có thần tôn ở đây không tần việt hỏi một tiếng trước mắt ta chưa nghe nói có vị thần tôn nào tới đây điều này phiền phức chính vạn cổ chí tôn cũng có mặt mũi trong chúng thần chi vực vạn cổ chí tôn chính là sự tồn tại của cấp cao nhất thần cơ môn cũng được ngự thú môn cũng được họ đều là vạn cổ chí tôn của thái cổ thần vương cảnh trấn thủ. Trong thần vực, tuy vạn cổ chí tôn có thể nói nhiều vô số kể, nhưng chắc chắn cũng không thường thấy. Mỗi người đều mạnh vô cùng, địa vị hiển hách. Họ cũng không có ai đi tới đây, chứ đừng nói sự tồn tại cấp bậc thần tôn phượng mau lân giác. Vạn cổ chí tôn này và thần tôn, một trời một vực, khác biệt vô cùng. Vạn cổ chí tôn có thể có địa vị 10 điểm ở thần vực, mà thần tôn lại hưởng địa vị một ngàn điểm, thậm chí nhiều hơn. Khoảng cách giữa cả hai là biến chất. Nếu là tà thiên tam mâu hổ, vậy quả thật là xứng đáng. Tốc độ của hung thủ cực nhanh, dễ dàng ẩn nấp trong đêm tối, đồng thời sở hữu sức mạnh không gian. Tần Việt cau mày và nói. Nếu không có thần tôn, có phải nghĩa là chúng ta không phải đối thủ của tà thiên tam mâu hổ? Có người hỏi. Cũng không hẳn dẫu sao mọi người đều là vạn cổ chí tôn. Mà hệ có khả năng thiên phú và năng lực đạt đến vạn cổ chí tôn, khoảng cách cũng không lớn. Mười vị vạn cổ chí tôn, mấy chục vị thất giai thánh quân, mấy chục vị lục giai thánh nhân, hàng trăm vị bán thần. Lẽ nào trận chiến thế này còn cần phải sợ một tà thiên tam mâu hổ? Đám đông liếc nhìn. Nói vậy hình như cũng có lý. Khụ khụ. Nhạc sơn tôn giả bị thương ho khan một tiếng, sau đó đứng lên nói tà thiên tam mâu hổ này rất mạnh mẽ lúc nãy ta chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng lóe qua mấy chục người đã ngã xuống lão phu thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì cũng bị nó tấn công sức phá hoại tốc độ vô cùng khoa trương thậm chí còn tồn tại năng lực phân thân tấn công căn cứ theo ghi chép khi tà thiên tam mâu hổ đạt đến bán thần thì sẽ có năng lực phân thân tấn công nếu tà thiên tam mâu hổ đạt đến vạn cổ chí tôn thậm chí sức mạnh phân thân ra ngoài cũng sở hữu sức chiến đấu tương đồng. Đây cũng là chỗ hóc búa của tà thiên tam mâu hổ. A-di-đà Phật Lúc này, vô tâm đại sư đi tới. Mọi người, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tà thiên tam mâu hổ này chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Sư huynh của lão nạp đang trên đường tới, sắp đến đây rồi. Vô tâm đại sư nói. Lẽ nào là vô lượng đại sư? Không sai vô tâm đại sư gật đầu. Tốt quá rồi. Tu vi của vô lượng đại sư nghe nói đã đạt đến vạn cổ chí tôn, phối hợp với võ kỹ và năng lực cường đại của vạn Phật môn, một mình vô lượng đại sư đủ khống chế tà thiên tam mâu hổ, cộng thêm ta thì chắc chắn hạ gục được nó. Đám đông cũng thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người tuyệt đối đừng hành động đơn độc, số người hành động không được dưới trăm người, tốt nhất cũng đừng hành động. Tà thiên tam mâu hổ này, để vô số cường giả đẳng cấp vạn cổ chí tôn dẫn đội đi tìm đi. Từng. Sau đó, một số cường giả dẫn đội đi tìm Tà thiên tam mâu hổ kia. Diệp Thiên giật canh giữ bên này. Khó thật đấy. Một yêu thú vậy mà đã bức cho một đám cường giả phải bó tay. Quá khoa trương rồi, hết cách rồi. Năng lực của yêu thú này quá mức xuất chúng. Hơn nữa, nó cơ bản được xem như đã chạm ngưỡng tu vi cao nhất vạn cổ chí tôn. Nói thật thì cảnh giới của yêu thú còn khó hơn so với nhiều người. Yêu thú có ưu thế, nhưng chắc chắn cũng có nhược điểm. Ưu thế của yêu thú chính là có tuổi thọ cao hơn, còn nhược điểm chính là vì tuổi thọ cao hơn, chúng tu luyện trong chu kỳ dài hơn. Ở giai đoạn này, có thể có một số người có thể đạt được bán thần, còn đối với yêu thú mà nói, đây cơ bản là tình hình không thể mà con tà thiên tam mâu hổ này e là sự tồn tại ít nhất hàng chục ngàn năm. Chính yêu thú đã mạnh, nó còn có thể tu luyện phiên thiên ấn này trong thời gian dài, cường độ của nó sẽ thăng cấp rất nhiều. Nhưng thăng cấp nhiều đi nữa cũng đâu có lợi hại vậy chứ. Diệp thiên giật cảm thấy hơi là lạ. Theo lý mà nói, cho dù là thượng cổ hung thú, nhưng lúc nãy lực sát thương của tà thiên tam mâu hổ này xuất ra quá ư là phô trương. Hắn không hiểu hắn thật sự không hiểu mấu chốt chắc là phải giải quyết tà thiên tam mâu hổ này và cả ám minh trước có sói sau có hổ vậy cũng không thể để họ trực tiếp bỏ đi giao nơi này cho ám minh chắc chắn phải kiểm soát trong lòng bàn tay ngày càng nhiều người tụ tập về đây số lượng lớn người mới từ bên ngoài vào cũng nghe được tin này còn khó hơn họ tưởng tượng cái gì tà thiên tam mâu hổ cấp vạn cổ chí tôn Họ nghe xong mà không nhịn được ngạc nhiên. Không sợ. Chúng ta có nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy, còn có thể để một yêu thú làm cho sợ hay sao? Huống hồ, vô lượng đại sư cũng tới rồi. Một lão giả mặc áo cà sa chậm rãi đi tới. Khí chất này quả thật có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. A Di Đà Phật, các vị thí chủ đừng có lo lắng, để lão nạp tìm cho. Vô lượng đại sư thản nhiên nói là phiền vô lượng đại sư rồi. Vô lượng đại sư gật đầu. Sau đó, hắn tập trung một đạo ánh sáng vàng trong lòng bàn tay. Đạo ánh sáng vàng này trực tiếp đập xuống mặt đất. Chiêu này có vẻ tương tự chiêu mà Vô Tâm đại sư làm khi nãy đi tìm Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Ánh sáng vàng nhanh chóng lan tỏa. Đột nhiên, gầm. Một tiếng gầm thét đầy phẫn nộ của Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Trong đêm tối, một đạo ánh sáng vàng vọt thẳng lên trời. Đồng thời, một bóng đen bị đạo ánh sáng vàng kia phóng ra. Ở đó, ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về bóng dáng của tà thiên tam mâu hổ đen kịt trong hư không trong đêm đen phía xa. Lên! Khoan đã! Hắn tới rồi! Con ngươi của đám đông khẽ co rút. Tà thiên tam mâu hổ kia bị vô lượng đại sư dùng bí pháp đặc biệt tìm thấy, đồng thời bay thẳng lên trời, có thể không gây ra bất kỳ tổn thương nào vậy cũng không quan trọng đúng không dù gì mọi người có thể tận mắt thấy thượng cổ hung thú này có thể nhanh chóng xác định vị trí của nó ngay đồng thời vô lượng đại sư ở đây thì lúc nào cũng tìm vị trí của tà thiên tam mâu hổ đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho mọi người nhưng sau khi tà thiên tam mâu hổ này bị tìm thấy phản ứng đầu tiên của nó không phải chạy mà là trực tiếp lao về đám đông phải biết là cơ bản thì mọi người đều ở đây, một tà thiên tam mâu hổ như nó dám trực tiếp lao vào phía họ ư, điên rồi sao, nó điên cùng vậy à, hắn tới rồi. Đám đông không dám tin. Bên này bọn họ toàn là người, chủ yếu là ngạc nhiên chứ đừng nói gì đến sợ hãi. Cái thứ này điên rồi ư, chuẩn bị chiến đấu. Muốn chết à? Nó cũng ngông cuồng quá rồi. Ánh mắt của đám đông khẽ tỏ ra nghiêm nghị, đồng thời tế linh khí, Khí thế trên người dân trào. Ngươi lui về sau một chút." Tam Nương nói với Diệp Thiên Dật. "Từng." Diệp Thiên Dật cũng không chần chừ. Cái thứ này có thể giết hắn ngay. Một chân thần cảnh tam giải như hắn, nói thật thì Tà Thiên Tam Mâu Hổ này có thể đơn giản bóp chết hắn khi hắn còn sống sờ sờ thế này. Dù sao trận chiến này cũng không liên quan đến hắn. "Gừ." Tà Thiên Tam Mâu Hổ kia gầm lên giận dữ và xông thẳng qua đây cả người đen kịp, ngang ngược quả là ngang ngược. Hơn nữa có một loại cảm giác kỳ quái, đúng thật là cảm giác của thượng cổ hung thú. Điều đặc biệt nhất là con mắt thứ ba giữa hai chân mày của nó. Chẳng qua con mắt này đang nhắm lại. Hắn nghĩ, đây chắc là nguyên nhân xuất phát từ cái tên, đồng thời chắc cũng là chỗ lợi hại của nó. Để ta thử cường độ của ngươi. Đôi mắt của một vị cường giả vạn cổ chí tôn nghiêm nghị, Thanh kiếm dài trong tay ngưng tụ sấm sét, sau đó chỉ lên trời, sóng to gió lớn, sấm sét lập tức quấn quanh thanh kiếm dài. "Đi chết đi súc sinh." Hắn giận gầm lên một tiếng, sau đó sức mạnh cường đại trực tiếp chém qua. "Cẩn thận." Tần Việt hét to. Tuy nhiên, vị cường giả này cũng là vạn cổ chí tôn, nhưng thượng cổ hung thú chắc chắn không phải dạng tầm thường. Quả nhiên, tầm hai cổ sức mạnh va vào nhau ngay lập tức lôi đình của vạn cổ chí tôn trực tiếp bị sức mạnh màu đen cường đại của tà thiên tam mâu hổ đàn áp ầm uhm. vạn cổ chí tôn phun ra một nguồn máu tươi nhưng hắn cũng không thu lực lại nếu thu lại thì hắn sẽ gặp phải tấn công mạnh mẽ hơn lên lúc này đám đông cũng biết tình hình ra sao họ đồng loạt ra tay hoặc là giúp cường giả kia cùng nhau ra sức chống lại tà thiên tam mâu hổ hoặc là trực tiếp tranh thủ tấn công lại nó. Có sự giúp đỡ của mọi người, lão giả kia mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn đáp xuống đất, lập tức uống một viên đan dược. Là lão phu coi thường tên súc sinh này. Lần này ta không thể để cho nó bỏ chạy. Phong tỏa không gian xung quanh, đây là một khoảng đất trống, cho dù nó có thể né qua né lại cũng không có chỗ nào trốn. Sau đó, không biết là sức mạnh không gian cường đại của ai được phóng thích ra, vùng đất trống xung quanh này đã bị phong tỏa. Không gian bị phong tỏa, chắc không đến mức có thể phong tỏa hoàn toàn Tà Thiên Tam Mâu Hổ, nhưng chí ít nó cũng không thể thoải mái trốn thoát ra ngoài. Lên. Đám đông đồng loạt xông về Tà Thiên Tam Mâu Hổ kia. Ánh mắt của Diệp Thiên giật nhìn đám cường giả kia đang chiến đấu với Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Nói thế nào đây, đối mặt với rất nhiều cao thủ tà thiên tam mâu hổ cơ bản cũng khó chống đỡ nổi. Nhưng ít ra thì trong thời gian ngắn, tà thiên tam mâu hổ trông có vẻ chưa rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa, tốc độ của tà thiên tam mâu hổ cực nhanh, nó còn năng lực di chuyển không ngừng. Điều này làm cho sứ mệnh của mọi người nhiều lúc cơ bản cũng không cách nào đánh trúng tà thiên tam mâu hổ. Nhưng mọi người vẫn gặp khó khi đánh nhau. Các loại pháp tắc của họ, các lĩnh vực, võ kỹ, năng lực đều lần lượt dùng hết. Tuy nhiên, cũng không gây hạn chế quá lớn đối với tà thiên tam mâu hổ. Vù A-di-đà-phật, lục tự chân ngôn, ma Vô lượng đại sư kia tập trung một cổ sức mạnh, sau đó khóe miệng hắn khẽ động, một chữ, ma, màu vàng khổng lồ trực tiếp xông về phía tà thiên tam mâu hổ. Ầm. Uhm. Đừng thấy chỉ có một chữ vàng, tấn công thị giác thì không khoa trương đến mức này. Nhưng tốc độ bay của chữ, ma, này cực nhanh, lao thẳng về phía tà thiên tam mâu hổ. Trong nháy mắt trúng đích, sức mạnh bộc phát ra vô cùng khoa trương, thậm chí người bên họ cũng đều phóng thích sức mạnh cường đại để ngăn chặn. Mà số lượng lớn thực lực trong không gian này vốn không phải võ giả không mạnh, họ cũng bất đắc dĩ tiến vào không gian bị phong tỏa. Đó cũng là chuyện hết cách. Nhưng họ đang ở vị trí tương đối an toàn, chỉ cần tà thiên tam mâu hổ này không tấn công họ thì cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Úng, vô lượng đại sư lại nói ra một chữ một chữ úng màu vàng khổng lồ lại bay sang phía tà thiên tam mâu hổ ni lại là một chữ vàng khổng lồ lại bay sang phía tà thiên tam mâu hổ bá mễ nhiều chữ vàng to cũng lần lượt lao về phía tà thiên tam mâu hổ hình như hiệu quả cũng không tệ không hổ là vô lượng đại sư lục tự chân ngôn của vạn phật sơn đúng là ngang ngược đừng thấy sáu chữ nhỏ xíu này nhưng trong chúng chứa đựng vô thượng pháp tắc và sức mạnh ngang tàn không cách nào tưởng tượng được. Cho dù tà thiên tam mâu hổ này bị lục tự chân ngôn đập trúng, e là cũng không dễ chịu. Ánh mắt của đám đông nhìn sang đống bụi trước mặt. Gầm. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, sau đó kèm theo uy lực khổng lồ, đám đông nhao nhao lùi về sau. Mà uy lực cường đại này đã thổi bay bụi. Tà thiên tam mâu hổ lại xuất hiện trong tầm mắt của đám đông lần nữa cái gì họ trố mắt nhìn con tà thiên tam mâu hổ này hắn ta không hao tổn cộng lông nào ư chuyện này sao có thể điên rồi à vô lượng đại sư là cường giả vạn của chí tôn đỉnh cấp mà con tà thiên tam mâu hổ này cũng chỉ là vạn của chí tôn cho dù hắn có là thượng cổ hung thú cũng không đến mức ngang tàn thế chứ mấu chốt ở chỗ tà thiên tam mâu hổ này cũng không phải là một con yêu thú kiểu phòng ngự là sức mạnh của Phiên Thiên Ấn ư? Tà Thiên Tam Mâu Hổ này ở cạnh Phiên Thiên Ấn lâu như vậy, chắc chắn cũng hấp thụ không ít sức mạnh của Phiên Thiên Ấn. Nói vậy thì hiệu quả của Phiên Thiên Ấn là gì? Nói theo lý, 99% người ở đây thật sự không biết hiệu quả của Phiên Thiên Ấn. Thậm chí họ cũng chưa từng nghe về Phiên Thiên Ấn. Họ chỉ nghe nói linh bảo xuất thế, gọi là Phiên Thiên Ấn, là một linh khí gần như đạt đẳng cấp Huyền Thiên Thánh khí. Nhưng mà đa số bọn họ hỏi trái hỏi phải, thật ra đám người kia cũng không biết Phiên Thiên ấn là gì. Tình hình thật là thảm khốc. Tà Thiên Tam Mâu Hổ còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Ngày càng nhiều người lao vào Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Mộ Dung Tình, bao gồm Tần Việt cũng ra tay hết. Những cường giả khác, hệ năng lực của ai đủ thì họ đều đã ra tay. Diệp Thiên giật liếc nhìn chiến trường. Đây chính là thực lực cường đại của thượng cổ hung thú, một thượng cổ hung thú cấp vạn cổ chí tôn, vậy mà nhiều người như thế cũng không đánh ra ưu thế nào cả. Nhưng mà, tà thiên tam mâu hổ này đúng là có lợi hại, chưa tới mức nghịch thiên. A-di-đà Phật, mời các vị phối hợp với lão nạp. Vô lượng đại sư nói một câu. Sau đó, phần sáng vàng phát ra từ trên người hắn ta. Lĩnh vực, tuyệt đối suy yếu lĩnh vực cường đại bỗng chốc lấp đầy phạm vi không gian bị phong tỏa chỉ có thể nói rằng khi cảnh giới đã cao đối mặt cao thủ có cùng cảnh giới với hắn ta chỉ là một người hai hoặc ba người có lẽ cũng may nhưng nếu đối mặt với quá nhiều người đồng thời bên trong cũng có cường giả tương đối mạnh vậy thì quả thật không dễ đánh như vậy ví dụ vô lượng đại sư sức mạnh của hắn phóng thích bỗng chốc phòng ngự năng lực tấn công của tà thiên tam mâu hổ kia bị giảm đi đáng kể cho dù nó rất mạnh nhưng cũng phải chịu ảnh hưởng nào đó. Lĩnh vực mà vô lượng đại sư kích hoạt, hiệu quả khác chính là cắt giảm. Thuộc tính về các mặt của phòng ngự mục tiêu, phòng ngự cắt giảm nhiều nhất. Phòng ngự của Tà Thiên Tam Mâu Hổ này quả thật có hơi hung hãn, còn mạnh hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng. Nhưng trải qua sự cắt giảm của vạn cổ chí tôn, chắc chắn dễ dàng tạo thành tổn hại cho Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Phải biết là có thể nào đi nữa tà thiên tam mô hổ này cũng chỉ là vạn cổ chí tôn mà thôi điều đó còn có thể không ảnh hưởng đến nó ư không thể nào mà những người khác đều là cường giả dĩ nhiên họ có thể nắm bắt cơ hội lên phong tỏa không gian pháp tắc sắc lục chi ngân có đủ mọi sức mạnh đồng loạt xông thẳng về phía tà thiên tam mô hổ kia đôi mắt của tần việt tỏ ra nghiêm nghị pháp tắc thiên nhân chi cảnh đây là pháp tắc của tần việt sau khi kích hoạt phát tắc hắn sẽ tiến vào cảm giác của thiên nhân chi cảnh đại loại vậy đây là một phát tắc rất đỉnh cấp là đỉnh cấp thiên tài tầng việc chắc chắn là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ mà trong trạng thái này mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên cực kỳ chậm chạp bản thân hắn sẽ trở nên cấp tốc một phần trên thực tế trong hiện thực mặc kệ là động tác của ai cũng sẽ không trở nên chậm nhưng trong mắt hắn chính là như thế mọi người đều tạo ảnh hưởng lớn với tà thiên tam mâu hổ như vậy còn điều mà tần việt làm là dán một đòn chí mạng cho nó đòn này không cầu cũng có thể giết chết tà thiên tam mâu hổ nhưng có cầu thì cũng tạo nên tổn hại không nhỏ trên người tần việt bị lôi đình vây quanh thanh kiếm trong tay mang theo lôi đình vù với tốc độ cực nhanh hắn lao về phía tà thiên tam mâu hổ gừ tà thiên tam mâu hổ giận dữ gầm lên trên người tỏa ánh sáng màu đen. Cho dù nó chặn được rất nhiều sức mạnh, dù cho có pháp tắc, lĩnh vực đang kìm cặp nó, nhưng Tà Thiên Tam Mâu Hổ bộc phát sức mạnh cường đại, khiến nó gần như sắp thoát khỏi những trạng thái này. Chẳng qua sức mạnh của nhiều người như vậy, Tà Thiên Tam Mâu Hổ cũng không dễ gì thoát ra ngoài ngay lập tức. Trong mắt của Tần Việt, động tác của Tà Thiên Tam Mâu Hổ rất chậm chạp, nó giận dữ gầm lên, móng vuốt cường đại cũng vỗ về phía Tần Việt. Trên thực tế, mọi thứ vô cùng nhanh chóng nhưng tần việt đã nhìn rõ mọi thứ hắn né tránh nhẹ nhàng đòn tấn công của tà thiên tam mâu hổ lách sang một bên trong lúc tà thiên tam mâu hổ cơ bản chưa phản ứng lại một kiếm bên hông được cắm vào trong người của nó vù vù sau đó tần việt văng ra ngoài nhưng không ảnh hưởng toàn cục tà thiên tam mâu hổ cũng văng ra ngoài phá tần việt nhanh chóng ngưng tụ pháp ấn nào đó trong không trung thanh kiếm trong người của tà thiên tam mô hổ bỗng chốc bộc phát sức mạnh lôi đình cường đại ầm uhm. một tiếng nổ lớn tà thiên tam mô hổ kia trực tiếp bị nổ tung ra ngoài đám đông thở phì phò khi thấy cảnh đó khụ khụ vô lượng đại sư thu sức mạnh lại máu tươi từ khóe miệng chảy ra lúc nãy tà thiên tam mô hổ kia vùng vẫy kịch liệt gần như muốn trực tiếp phá toan lĩnh vực của hắn ta nhưng hắn miễn cưỡng mượn sức mạnh cường đại của mình kiên trì cho tới khi tần việt làm xong mọi chuyện. Nếu không có lĩnh vực của vô lượng đại sư, thanh kiếm này của tần việt cùng lắm chỉ tạo vết thương ngoài cho tà thiên tam mâu hổ, không thể cắm thanh kiếm vào trong người nó được. Vậy thì khái niệm sẽ khác nhau. Súc sinh này mạnh thật. Một cường giả lên tiếng cảm thán. Sức mạnh của nhiều người thế này miễn cưỡng chỉ dùng lên người của tà thiên tam mâu hổ, vậy mà xém chút bị nó giải thoát nói thật thì về mặt lý thuyết sau khi cảnh giới đạt tới trình độ này muốn giết nó cũng không phải chuyện dễ dàng cho dù là nhiều người đánh một nhưng nếu nhiều sức mạnh tương đối đặc biệt trong này một vài phát tắc và lĩnh vực đặc biệt có thể làm suy yếu cường độ thể phách tốc độ của ngươi vậy thì thật ra cũng có thể giết được ví dụ lĩnh vực của vô lượng đại sư khi ngươi kiêu ngạo vì cường độ của thể phách vạn cổ chí tôn không cao như vậy vậy thì người cùng cảnh giới có thể gây ra thiệt hại tương đối chí mạng cho ngươi lần này tà thiên tam mâu hổ này cho dù không chết thì cũng tàn phế rồi chứ ánh mắt của họ nhìn sang đống bụi kia soạt đột nhiên một làn sóng xung kích màu đen lao vào đám đông cái gì con ngươi của đám đông co rút kịch liệt tuy nhiên mọi chuyện xảy ra quá nhanh cẩn thận tam nương nói với dịp thiên vật vị trí của sóng xung kích này hướng về phía dịp thiên dật mặc dù bên này không chỉ có một mình hắn mà dịp thiên dật có thuộc tính không gian cho dù tốc độ rất nhanh nhưng hắn vẫn phản ứng kịp soạt người trước mặt dịp thiên dật bị sóng xung kích đánh trúng ngay tức khắc hắn phóng thích dịch chuyển tức thời sang vị trí phía trước mà người trong khu vực dịp thiên dật đứng lúc đầu đã bị trúng kích văng ra ngoài có người cảnh giới của họ không cao thì hóa thành tro bụi ngay có người trực tiếp bị nổ chết. Có người thì nửa sống nửa chết. Cái gì? Đám đông cho mày nhìn chầm chầm về hướng tỏa bụi mịt mù. Gầm. Trên người tà thiên tam mâu hổ chảy máu, giận dữ gầm lên và xông về phía đám đông. Đúng, họ cũng không nghĩ mình có thể trực tiếp giết chết tà thiên tam mâu hổ này trong vài giây, nhưng nó còn ngoan cường hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Nó muốn chạy. Không đôi mắt xinh đẹp của mộ dung tình nhìn chằm chằm tà thiên tam mâu hổ không phải nó muốn chạy nó muốn chiến đấu theo lý thuyết tà thiên tam mâu hổ này nên bỏ chạy nhưng nó không nở xa phiên thiên ấn bình thường cho dù là không đành lòng nhưng uy hiếp đến tính mạng thì cũng phải bỏ chạy nhưng đối với tà thiên tam mâu hổ mà nói vẫn chưa đến mức độ đe dọa đến tính mạng con mắt thứ ba giữa hàng lông mày của tà thiên tam mâu hổ mở ra con mắt thứ ba của hắn sắp mở ra rồi đám đông vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào tà thiên tam mâu hổ tà thiên tam mâu hổ trong cái tên đã có hai chữ tam mâu cho nên tà thiên tam mâu hổ này ỷ lại sự sinh tồn ác chủ bài mạnh nhất vậy lẽ đương nhiên nó có con mắt thứ ba đừng để nó mở mắt đừng cho nó thời gian nghỉ xả hơi tần việt nói một câu thiên lôi đoạn không tuyệt Tần Việt tập trung sức mạnh thuộc tính lôi đáng sợ cực kỳ, trực tiếp bùng nổ. Những người khác cũng nhau nhau tập trung sức mạnh cường đại để tấn công qua đó. Không ai tiếp cận tà thiên tam mâu hổ, vì họ biết bây giờ e là không thể dàn tiếp cận nó nữa rồi. Diệp thiên giật cảm nhận được sức mạnh của đám cường giả này. Mạnh thật. Nói thật thì chân thần cảnh tam giai nhỏ bé như hắn ở trong này cảm nhận mười vị vạn cổ chí tôn, cộng thêm sự tồn tại của hàng trăm vị trên bán thần, thật sự có hơi phô trương, đám người bọn họ, tùy tiện cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ đại hậu sơn. Chẳng qua họ tập trung sức mạnh lại, sức phá hoại vẫn kinh khủng như cũ, nhưng họ vốn không có phạm vi lớn thế này mà thôi. Đó cũng không thể để phạm vi của võ kỹ lớn như vậy. Sức mạnh đáng sợ vô cùng miễn cưỡng nổ trên người của tà thiên tam mâu hổ kia. Chung quanh toàn là linh lực và các bụi đất đá bay mù trời. Diệp Thiên giật tỏ ra hắn tới để cổ vũ, các ngươi cố lên. Sau đó, hắn phóng thích linh lực chặn đất đá bay mù trời. ầm, uhm. Bỗng chốc, toàn bộ sức mạnh đánh về phía của tà thiên tam mô hổ đều bị một cổ sức mạnh màu đen vô cùng kinh khủng đánh văng ra. Cái gì? Đám đông trừng to mắt. Nói thật thì có phải hơi quá lố rồi không? Sức mạnh của hàng trăm người ngưng tụ lại, mấy chục vị vạn cổ chí tôn, hàng chục vị bán thần hàng chục vị thánh nhân cũng có hàng chục vị thánh quân sức mạnh cộng lại chí ít cũng khiến thần tôn khó mà ngăn chặn mới phải sức mạnh của họ lại bị tà thiên tam mâu hổ đánh tan gào các bụi tản đi tà thiên tam mâu hổ đứng tại đó chính lúc này nó đã thay đổi hình dạng tuy vẫn là màu sắc đó nhưng khắp người của tà thiên tam mâu hổ đã trở nên hung hăng hơn tráng kiện hơn lông cũng mọc dài hơn một luồng sáng màu đen quấn trên người, mà con mắt thứ ba cũng hoàn toàn mở ra rồi. Gừ. Tà Thiên Tam mâu hổ lại gầm lên một tiếng, từ trong con mắt thứ ba của nó, sức mạnh màu đen giống như tia laser toát ra ngoài, phục. Nó đi tới đâu, mọi thứ hóa tro tàn. Không xong rồi, mau rút thôi. Mộ Dung Tình khẽ gào lên. Họ tuyệt đối không thể chặn được sức mạnh toát ra từ con mắt thứ ba của Tà Thiên Tam mâu hổ này vì trong truyền thuyết, đây là sức mạnh bị nguyền rủa. Ai dám tiếp xúc cổ sức mạnh này, không chết thì cũng bị tật. Tất cả mọi người, ngay cả đám vạn cổ chí tôn thi nhau bỏ chạy. Họ cơ bản không có năng lực ngăn cản tà thiên tam mâu hổ này. A, à, người chạm phải sức mạnh này, bỗng dưng cơ thể bị gãy cả thắt lưng, hoặc trực tiếp hóa tro tàn. Mà cổ sức mạnh này trực tiếp phá hủy kết giới không gian xung quanh. Thật khủng khiếp. Diệp Thiên giật cho mày. Nói thật, không phải những người này không mạnh, mà là tà thiên tam mô hổ này thật sự quá phô trương rồi. Tuy rất nhiều người cũng chưa dùng ác chủ bài hay sức mạnh vô cùng ngang tàn nào đó, nhưng về mặt lý thuyết thì chắc cũng cầm cự được. Tà thiên tam mô hổ này quá mạnh. Tất cả rút ngay. Tần Việt hét to. Bây giờ tình hình này không thể chống chọi với tà thiên tam mô hổ, đành phải rời khỏi trước đã sức mạnh cường đại của tà thiên tam mô hổ này cũng không thể cứ luôn duy trì mãi thế được nó phóng thích một lúc thì cần phải kết thúc nếu không thì yêu lực của nó cũng không trụ được không đúng đột nhiên tần việc cảm thấy có gì đó không bình thường không xong tà thiên tam mô hổ này đang hấp thụ sức mạnh của phiên thiên ấn theo lý mà nói cho dù tà thiên tam mô hổ này có lợi hại thì cũng không đến mức khoa trương đến vậy hơn nữa Cổ sức mạnh của hắn chắc là ngày càng yếu mới đúng. Nhưng ngược lại thì nó ngày càng mạnh, cảm nhận kỹ một chút, số lượng lớn linh lực này đều tập trung trong người của Tà Thiên Tam Mâu Hổ, và có một cổ sức mạnh của linh lực thiên địa không thuộc về xung quanh cũng nhập vào trong người của Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Đây rõ ràng là Tà Thiên Tam Mâu Hổ đang hấp thụ sức mạnh của Dĩ Bảo xuất thế trong phiên thiên ấn. Tà Thiên Tam Mâu Hổ này và phiên thiên ấn ở cạnh nhau nhiều năm như vậy cho dù nó không nhận phiên thiên ấn làm chủ chí ít có thể đủ dùng một số sức mạnh của phiên thiên ấn thì cũng không thành vấn đề chứ cho nên là trong thời gian ngắn con tà thiên tam mâu hổ này cơ bản không thể đánh mất yêu lực mà nó mượn tình trạng gần như vô địch này để tấn công đám võ giả kia bây giờ con mắt thứ ba của tà thiên tam mâu hổ đã mở ra cung cấp cho nó thêm sức mạnh cường đại đồng thời còn không ngừng phóng thích sức mạnh yên diệt này người gặp phải đều sẽ chết cho dù là vạn cổ chí tôn cũng chắc chắn không dễ dàng chặn được cổ sức mạnh này, cho nên bây giờ không ai có thể chặn được tà thiên tam mâu hổ, cũng không ai dám chặn. a à, một người đang sống sờ sờ bị tà thiên tam mâu hổ vỗ chết, sau đó nó còn không quên bổ dao đối với cơ thể của người kia, con mắt thứ ba bắn ra tia sáng màu đen yên diệt, hòa tan ngay lập tức, chạy mau. đám đông thấy cảnh này thì đúng là không còn cách nào khác đánh thì có thể đánh, nhưng bây giờ sức chiến đấu của tà thiên tam mâu hổ thăng cấp, thể phách thăng cấp, sức tấn công, tốc độ cũng được thăng cấp, còn có sức mạnh yên diệt đáng sợ như vậy. Không dễ đánh bại. Rút trước, trước đi. Đành tạm thời tránh mũi nhọn đã. Trong bóng tối. Thánh nữ điện hà, họ có vẻ như đang đánh túi bụi với tà thiên tam mâu hổ, nó còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cho dù họ không biết rành chuyện của tiền tuyến nhưng cũng biết tương đối. Không ngờ, vậy mà chỉ có một tà thiên tam mâu hổ mà đã mạnh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì nó và Phiên Thiên Ấn ở cùng nhau bao nhiêu năm qua, đạt được phần lớn sức mạnh của Phiên Thiên Ấn thì thử thách, trở nên mạnh vô cùng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Linh U Thánh nữ trầm ngâm lên tiếng. Vậy, khi nào chúng ta qua đó? Linh U Thánh nữ trầm tư. Dĩ nhiên không phải bây giờ. Bây giờ Đám người kia và tà thiên tam mâu hổ đang đánh nhau túi bụi, nàng đúng lúc còn có thể mượn sức mạnh của đám người kia làm tiêu hai sức mạnh của nó, hay nói cách khác là mượn sức mạnh của tà thiên tam mâu hổ để làm suy yếu đám người của ám minh. Cũng để cho mình bớt đi vài chuyện. Đợi đến khi phiên thiên ấn xuất thế thì hãy ra tay. Linh U Thánh Nữ nói. Rõ. Bên kia. Gừ. Tà thiên tam mâu hổ nổi giận gầm lên một tiếng một cổ sức mạnh cường đại phong tỏa một khoảng phạm vi chung quanh cái gì đám đông trố mắt đứng nhìn vậy mà họ lại bị tà thiên tam mâu hổ phóng thích sức mạnh không gian để phong tỏa ầm uhm. sức mạnh của tần việt bắn phá kết giới không gian nhưng hiệu quả rất nhỏ không được bây giờ nó quá mạnh rồi tần việt cho mày diệp thiên giật quan sát con tà thiên tam mâu hổ này thật ra hắn có sức mạnh tương đối đơn giản có thể đối phó với nó. Gừ. Tà thiên tam mâu hổ trực tiếp xông về phía của một võ giả. Võ giả kia lộ né mặt ngạc nhiên. Tốc độ, cảnh giới, sức mạnh, bất kỳ cái gì hắn đều không vượt qua tà thiên tam mâu hổ. Hắn chỉ là một võ giả chân thần cảnh. Sao không đi đánh tên diệp thiên giật này? Trong lòng của Lạc Vân khó chịu mà trầm ngâm một tiếng. Tên Diệp Thiên giật này cũng yếu như vậy, nếu bị tà thiên tam mâu hổ ngắm trúng, hắn chết chắc. Mà người kia bị dọa đến cả người chẳng còn sức, trong đầu bỗng dưng trống rỗng. Thậm chí tà thiên tam mâu hổ này giết hắn ta, cơ bản cũng không cần thủ đoạn như vậy. Soạt. Từ trong con mắt thứ ba của tà thiên tam mâu hổ, một đạo sức mạnh yên diệt màu đen bắn về phía hắn ta. Mau tránh đi. Có người hét to. Sức mạnh này hiển nhiên cường đại, nhưng thật sự không đến mức phải nói là một khi phóng thích thì chắc chắn giết chết một người. Nhưng hễ ngươi tránh được, chí ít có thể tạm thời sống tiếp. Nhưng ngươi ngẩn người, ở đó mà không nhúc nhích, ai có cách gì đây, vù. Chính vào lúc này, bóng dáng của Diệp Thiên giật lao về trước mặt của người đó. Đám đông, hắn muốn làm gì? Bỗng chốc, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Điên rồi ư? Hắn làm vậy là sao? không phải hắn muốn chắn giúp người kia đấy chứ làm vậy chẳng khác nào muốn tìm cái chết sao đây là ai ai biết được mộ dung tình và tam nương nhìn thấy cảnh này con ngươi co rút không phải hắn muốn làm gì đôi mắt của lạc vân lại sáng ngời nếu hắn muốn chết vậy ai có thể ngăn được ngươi diệp thiên giật lao tới trước mặt của thần thủ sứ kia thật ra trong lòng hắn cũng có vẻ thấp thỏm Hắn vốn không có ý muốn cứu người, cứu người chỉ là tiện tay mà thôi. Cùng lắm thì hắn muốn thử một phen. Sau đó, Diệp Thiên giật vươn tay ra. Sức mạnh cường đại kia lao về hướng Diệp Thiên giật. Điên rồi ư? Tam nương cũng ngẩn người. Tuy nhiên, trong lúc tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn, sức mạnh của tà thiên tam mâu hổ kia bị hai tay của Diệp Thiên giật chặn lại. Không sai cứ như vậy mà ngăn cách ra đám đông cái gì tất cả đều trợn to mắt nhìn trân trân đây là thứ gì vậy sao có thể cho dù là cổ sức mạnh của vạn cổ chí tôn cùng cảnh giới đừng nói là dễ dàng ngăn được một chân thần cảnh tam giai như hắn dựa vào gì mà có thể chặn sức mạnh yên diệt của tà thiên tam mâu hổ điên rồi ư rốt cuộc chuyện này là sao họ nghẹn họng nhìn trân trối đây là trò đùa gì thế này? họ cơ bản không hiểu nổi. đây, mộ dung tình và tam nương ngạc nhiên nhìn diệp thiên vật. hắn thật sự dùng đôi tay chặn sức mạnh yên diệt của tà thiên tam mâu hổ à? tình hình gì đây? mà đối với diệp thiên vật mà nói, đây là chuyện rất dễ dàng. cổ sức mạnh của tà thiên tam mâu hổ thật ra chính là một thứ tương tự tia laser, mà thứ này rất dễ dùng hai tay chặn lại. đôi tay hắn lại vô hiệu hóa linh lực như thế nào đi nữa sức mạnh của tà thiên tam mô hổ này chính là linh lực tập trung hắn có thể chặn được tần việt cho mày chuyện này nói thật thì có hơi vượt xa nhận thức linh khí vô cùng kinh khủng nào đó ư có thể lắm cái tên võ giả ngốc nghếch kia lập tức bò dậy cảm ơn hắn nói xong thì bỏ chạy ngay tà thiên tam mô hổ nhìn thấy diệp thiên giật chặn được sức mạnh cường đại của mình hắn gầm lên giận dữ trực tiếp lao vào hắn. Mọi người, Tần Việt gào to, "Lên." Không biết tên nhóc đó có thể tạo được hiệu quả thế nào, nhưng chí ít trước mắt có thể là cơ hội cho họ. Đám cường giả này, họ đều không phải hạng người hời hợt. Họ quả thật rất dũng cảm, họ đều là cao thủ, họ có gì mà chưa từng trải, không đến mức Tần Việt ra lệnh một tiếng mà không có ai ra tay. Vù. Tất cả đều lao qua mà trong yên lặng, Diệp Thiên giật nảy sinh sự phối hợp ăn ý với họ. Trảm thiên kiếm. Xoạt. Một kiếm chém về phía tà thiên tam mâu hổ. Gừ. Tà thiên tam mâu hổ lại bắn ra sức mạnh yên diệt. Vù. Diệp thiên giật trong không gian nhảy trực tiếp đến phía trước của sức mạnh kia, sau đó vươn hai tay ra, trực tiếp ngăn chặn. Làm hay lắm. Tần Việt thấy cảnh này thì hai mắt sáng rỡ tuy giữa họ không tiến hành bất kỳ giao lưu gì nhưng chính từ giao tiếp không lời giữa các võ giả với nhau họ có thể đủ biết đối phương muốn làm gì tiếp theo đám đông phối hợp diệp thiên giật mượn không gian cường đại và linh lực vô hiệu hóa của mình miễn cưỡng giúp đám người này chặn được sức mạnh yên diệt của sức mạnh của tà thiên tam mâu hổ thật ra nó cũng nhờ vào sức mạnh yên diệt này có thể tạo ra sự tổn hại đáng sợ cho họ cho dù bây giờ tà thiên tam mâu hổ không yếu trong tình huống bình thường, muốn gây ra sát thương đáng kể cho một võ giả cảnh giới không thấp cũng khó khăn, trừ phi là sức mạnh ổn định rơi vào một người nào đó mới được. Đám đông phối hợp nhịp nhàng như vậy, dần dần giành được lợi thế. Còn vết thương trên người của Tà Thiên Tam Mâu Hổ kia cũng ngày càng nặng hơn. Tên nhóc, ngươi và ta cùng xông lên, ta làm nó bị thương nặng, vì thế của ta chẳng giúp ngươi. Tần Việt hét to với Diệp Thiên Dật. Được. Vù sau đó hai người đồng thời xông qua tà thiên tam mâu hổ nói thật thù chỉ với sự dũng cảm đơn thuần của diệp thiên dật rất nhiều cường giả không nhịn được mà thán phục trong tình huống bình thường một võ giả chân thần cảnh đối mặt với tà thiên tam mâu hổ cường đại như vậy cơ bản không thể nào giáo chiến chính diện tuy nhiên hình như hắn rất co nhẹ dĩ nhiên là như thế diệp thiên dật không ít lần chiến đấu với cường giả đẳng cấp kiểu này nếu không phải bây giờ hệ thống còn chưa kích hoạt hắn phải chờ đến không giờ sáng chắc một mình hắn có thể hạ gục tà thiên tam mâu hổ này nhưng cho dù hắn có bản lĩnh này chắc cũng sẽ không dùng bao gồm việc hắn cũng không bằng lòng dùng linh lực vô hiệu hóa nguyên nhân rất đơn giản hắn thật sự muốn khiêm tốn ở nơi này nếu hắn làm rầm rộ hậu quả thật sự khá là nghiêm trọng người ở đây quá mạnh hai người cùng xông về phía tà thiên tam mâu hổ sức mạnh yên diệt do tà thiên tam mô hổ bắn ra trực tiếp tăng tốc trước mặt diệp thiên giật và bị hắn chặn lại. Còn tần việt là không hề chần chừ mà xông qua theo diệp thiên giật. ầm. Uhm. Sau đó, thiên địa dị tượng, lôi đình đeo bám, một cổ sức mạnh đáng sợ trực tiếp bị tần việt chém về phía tà thiên tam mô hổ. Gừ. Còn tà thiên tam mô hổ cũng không những có sức mạnh yên diệt. Hắn gầm lên giận dữ, sức mạnh màu đen xung ung cơ thể vây bám, khí thế bùng nổ. Giây phút đó, thậm chí thu hút thiên địa dị tượng, khí thế của Tần Việt bị đàn áp. Không được. Con ngươi của Tần Việt co rút. Ngươi đi mau. Hắn quát lớn với Diệp Thiên Dật. Hiển nhiên, tà thiên tam mâu hổ này phóng thích chiêu lớn. Mà nếu Diệp Thiên Dật không đi, hắn chết chắc. Không. E là hắn không đi được rồi. Dưới uy thế như vậy, sức mạnh không gian của hắn e là cũng không tập trung ra được đám cường giả khác cho mày vù 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 họ nhao nhao lao qua họ không kiên dè không lo sợ cấm linh đồng thời diệp thiên vật phóng thích thủ đoạn thứ hai của mình cấm linh của diệp thiên vật đúng là rất khoa trương nguyên nhân rất đơn giản cấm linh của hắn vô thị cảnh giới cho dù hắn là thần chí cao ngươi cũng phải bị cấm linh điều khiển không cách nào sử dụng linh lực. Chẳng qua, hiệu quả của cấm linh có thể miễn cưỡng gây tác dụng lên người của bất kỳ võ giả nào. Nhưng nếu đối phương càng mạnh, linh lực mà Diệp Thiên Dật tiêu hao càng nhiều. Linh lực của hắn kinh khủng cỡ nào, nhưng chỉ cần phóng thích cấm linh với tà thiên tam mâu hổ, linh lực của hắn trực tiếp bị rút cạn một nửa. Cũng là chuyện bình thường. Một chân thần cảnh tam giai như hắn phóng thích cấm linh với một vạn cổ chí tôn, cũng không thể để ngươi tiêu hao một chút linh lực như vậy đâu hơn nữa cảnh giới của đối phương càng cao chênh lệch cảnh giới của ngươi với đối phương càng lớn thời gian duy trì cấm linh này càng ngắn nhưng không sao cả có lúc hiệu quả của cấm linh vốn không phải muốn để đối phương luôn không cách nào phóng thích linh lực chính ngay lúc này tên tà thiên tam mô hổ này tập trung chiêu lớn nó lập tức phóng ra ngoài một khi phóng ra Diệp Thiên Dật và Tần Việt đều gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Cấm linh của Diệp Thiên Dật trực tiếp khiến Tà Thiên Tam Mâu Hổ phải ngơ ngác. Sức mạnh mà Tà Thiên Tam Mâu Hổ ngưng tụ bỗng chốc tan biến, hắn cũng không có linh lực để tiếp tục ngưng tụ chiêu lớn nữa. Như vậy là đủ rồi. Đám đông lại đơ ra. Tà Thiên Tam Mâu Hổ kia rõ ràng cũng ngỡ ngàng. Sau đó, sức mạnh cường đại của Tần Việt trực tiếp đánh trúng vào Tà Thiên Tam Mâu Hổ. Trước mắt, nó không phóng thích được sức mạnh thậm chí không cách nào phóng thích sức mạnh để ngăn đòn tấn công hắn có thể ngăn được chỉ có thể phách của chính mình nhưng khi cùng cảnh giới cho dù nó không yếu đòn tấn công mạnh mẽ của tần việt khi tà thiên tam mâu hổ không tiến hành được bất kỳ sự phòng ngự nào lực sát thương vô cùng khủng khiếp gào sức mạnh cường đại rơi vào người của tà thiên tam mâu hổ tà thiên tam mâu hổ kêu trên một tiếng bay thẳng ra ngoài đám đông lao qua nhìn thấy cảnh này họ cũng không có thời gian để ngạc nhiên tranh thủ tấn công tà thiên tam mâu hổ nó không cách nào phóng thích linh lực đồng thời bị nhiều cao thủ đồng thời tập kích như vậy nhất thời bị đánh chết ngay gào trong lúc vùng vẫy tà thiên tam mâu hổ trốn ra ngoài đồng thời cấm linh trên người nó cũng đã kết thúc nhưng cơ thể nó bị thương rất nặng ở mắt tà thiên tam mâu hổ gầm thét một tiếng Chính ngay lúc này, một đạo ánh sáng trắng xông thẳng lên trời, bỗng chốc thu hút thiên địa dị tượng. Đây là... Đám đông trừng to mắt nhìn cảnh này. Xuất thế rồi. Họ trao mày. Phiên thiên ấn, xuất thế rồi. Một đạo linh khí cuốn lấy ánh sáng trắng chậm rãi bay vào hư không cùng ánh sáng bay vút lên trời, xem ra, đây chắc là phiên thiên ấn rồi. Khí thế này, sao còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta? Chính xác là vậy, khoan đã vậy tà thiên tam mâu hổ đang làm gì đám đông cao mày nhìn sang nó chỉ thấy tà thiên tam mâu hổ trực tiếp bay về phía phiên thiên ấn bỗng chốc phiên thiên ấn chia ra một đạo ánh sáng trắng lao về phía tà thiên tam mâu hổ không được tà thiên tam mâu hổ này đang hấp thụ sức mạnh của phiên thiên ấn nó và phiên thiên ấn đã chung sống rất nhiều năm cho dù hắn không nhận phiên thiên ấn làm chủ nhưng nó cũng có thể sử dụng một chút sức mạnh của phiên thiên ấn là chuyện hợp tình hợp lý. mau ngăn hắn lại. không biết phiên thiên ấn này mang lại hiệu quả gì cho tà thiên tam mâu hổ nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đối với họ. vù sau đó một đám người lao về trước. ầm ừ. trong phút chốc họ bay thẳng xuống. không xong phiên thiên ấn này vừa xuất thế sức mạnh cường đại của nó ngăn cách chúng ta chúng ta không tiếp cận được như vậy thì làm sao mới ổn đây lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con tà thiên tam mô hổ này từ từ thu hoạch sức mạnh của phiên thiên ấn ngày càng mạnh mẽ ư chắc không phải vậy chứ tà thiên tam mô hổ này bị thương nặng cho dù nó có thể thu hoạch một vài sức mạnh nào đó trên người bị thương nặng như thế cũng không tạo nên sóng gió gì đâu mộ dung tình liếc nhìn xung quanh phiên thiên ấn xuất thế Đợi lát nữa sức mạnh của Phiên Thiên Ấn này sẽ biến mất, mọi người có thể giành lấy Phiên Thiên Ấn, người của Ám Minh có phải cũng sắp tới rồi không? Thánh nữ Điện Hạ, Phiên Thiên Ấn xuất thế rồi. Từ xa, Linh U Thánh nữ và số lượng lớn thành viên của Ám Minh ngẩng đầu nhìn thiên địa dị tượng ở trên Đại Hậu Sơn, còn có Phiên Thiên Ấn tỏa ra ánh sáng trắng. Đừng vội. Linh U Thánh nữ cắt ngang lời họ. Tà Thiên Tam Mâu Hổ mượn sức mạnh của Phiên Thiên Ấn để trở nên vô cùng cường đại, họ đông người như thế, đối mặt một Tà Thiên Tam Mâu Hổ lại phải tốn sức thế này. Tiếp theo, họ sẽ đối mặt Tà Thiên Tam Mâu Hổ cường đại hơn, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, chúng ta không cần vội. Linh U Thánh Nữ nói. Nhưng nếu họ kịp thời giải quyết Tà Thiên Tam Mâu Hổ, tiếp theo họ sẽ nhẹ nhàng lấy được Phiên Thiên Ấn. Một người lên tiếng người khác nói, nhưng giữa họ chắc chắn sẽ tranh giành phiên thiên ấn. Nhưng họ cũng biết sự tồn tại của Ám Minh chúng ta, chắc không đến mức cho rằng biết rõ sự tồn tại của chúng ta mà họ còn muốn vung tay lấy phiên thiên ấn. Họ e là sẽ dùng cách hòa bình nào đó để giải quyết. Linh U thánh nữ cũng hơi suy tư. Chính xác. Mặc kệ là thế nào, về mặt lý thuyết, họ không thể tàn sát lẫn nhau, đánh đập tàn nhẫn dù gì cũng có thần minh ở đây, người của thần minh có thể chủ trì đại cục. Họ cũng chắc chắn sẽ nghe theo thần minh, chỉ cần cách của họ thích hợp hơn là được. Ví dụ, phiên thiên ấn, thần minh lấy đi trước, không lâu sau đó tiến hành cách tương đối thích hợp một lần, để từng người tới đây đều có cơ hội đoạt được phiên thiên ấn. Chuyện này có khả năng rất cao. Ừm. Sau đó, Linh U Thánh Nữ nói, chuẩn bị hành động đi. Rõ bên kia. Lúc nãy ai để tà thiên tam mâu hổ cấm linh vậy? Còn có thể phóng thích lần nữa hay không? Nếu để sức mạnh của phiên thiên ấn tiếp tục bị hấp thụ, hậu quả e là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, còn một ám minh đang nấp trong bóng tối. Một vị cường giả hét lên. Diệp thiên giật ngẩng đầu nhìn cảnh này. Xem ra hắn vẫn phải phóng thích lần nữa. Dù sao sự tồn tại của hắn trước mắt cũng không giải quyết được bất kỳ chuyện gì, chi bằng giải quyết dứt điểm con tà thiên tam mâu hổ cho mọi người. Cấm linh. Diệp thiên giật trực tiếp phóng thích chỗ linh lực còn lại. Thình thịch. Con tà thiên tam mâu hổ kia đang hấp thụ, đột nhiên không cách nào sử dụng linh lực. Sức mạnh bỗng chốc bị ngắt, đồng thời không có sự trợ giúp của linh lực, nó cũng không cách nào ngự không mà đi. Cho nên, tà thiên tam mâu hổ này trực tiếp bị đập xuống. Đám đông lộ nét mặt ngạc nhiên. Lên e là tà thiên tam mâu hổ này cũng bị ngáo ngơ. Dẫu sao, năng lực này của Diệp Thiên Dật quả thật có hơi phô trương. Hơn nữa, cũng chẳng có suy nghĩ. Phóng thích xong, Diệp Thiên Dật hơi loạn choạng. Vù. Tam nương xông qua đỡ hắn. Không sao chứ. Tuy nàng không nhìn rõ nhưng xem ra, hiển nhiên là do hắn phóng thích. Tam nương vẫn còn ngạc nhiên. Tên Diệp Thiên Dật này, vậy mà sở hữu năng lực cường đại của cấm linh cho đối phương có cảnh giới trên lệch lớn như thế. Đúng thật là không hợp lẽ thường. Tiểu cô cấm linh này, vốn dĩ thuộc về một loại năng lực vô cùng hiếm có, bình thường mà nói muốn sở hữu năng lực của cấm linh, cơ bản chính là pháp tắc, linh vực có thể đạt được hiệu quả này, nhưng tuyệt đối không mạnh bằng dịp thiên vật thi triển ra. Một loại cấm linh khác có thể chính là linh khí, nhưng linh khí có thể đủ cấm linh cũng không nhiều. Về cơ bản, ba khả năng này, còn có một loại, đó chính là người của tà tông sở hữu tà thần chi cốt có thể sẽ đạt được sức mạnh này. Nhưng mặc kệ thế nào, đều không thể có được hiệu quả khoa trương đến vậy, một chân thần cảnh tam giai, liên tiếp dùng cấm linh với thượng cổ hung thú cường đại đẳng cấp vạn cổ chí tôn, quả thật là có hơi phô trương. Không sao. Diệp Thiên Giật nói một câu, sau đó nhanh chóng khôi phục thể lực và linh lực. Ta không giúp được rồi. Diệp Thiên Giật nói. Đã đủ rồi. Tam Nương nói với hắn. Tà Thiên Tam Mâu Hổ đã bị thương nghiêm trọng, có thể nó miễn cưỡng hấp thụ sức mạnh của phiên thiên ấn, quả thật có thể hồi phục thương thế. Nhưng bây giờ nó lại bị Diệp Thiên Giật làm gián đoạn, dĩ nhiên đám cường giả này không thể bỏ qua cơ hội lần này. Gào. Đám cường giả này cũng có mấy chục vị vạn cổ chí tôn, họ nắm bắt cơ hội, chắc chắn trừ khử được tà thiên tam mâu hổ này quả nhiên, cũng không có bất ngờ quá lớn, cho dù tà thiên tam mâu hổ kia có tài ba đi chăng nữa, cũng bị đám đông bắt tay giết chết. Vù. Đám đông thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ một con súc sinh mà lại bức chúng ta đến mức độ này. Một vị cường giả cảm thán. Hết cách rồi, đây là thượng cổ hung thú, hơn nữa là tà thiên tam mâu hổ. Và nó còn có thể lợi dụng một số sức mạnh của phiên thiên ấn. Cũng may có sức mạnh của cấm linh, nếu không nhờ vậy thì e là chúng ta cần phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết được nó mấu chốt ở chỗ có một số thứ chúng ta không thể lấy ra đối phó tà thiên tam mâu hổ này vì trong bóng tối còn có ám minh sau đó họ ngẩng đầu nhìn sang phiên thiên ấn sức mạnh của phiên thiên ấn này ngày càng suy yếu nó đúng lúc xuất thế sức mạnh sẽ vô cùng cường đại cường giả thậm chí rất khó tiếp cận nhưng sẽ theo thời gian dần dần trở thành một linh vật thiên địa cường đại bình thường lúc này chỉ cần không phải rất yếu cơ bản thì họ có thể đạt được nó lấy nó đi còn về cuối cùng nó nhận chủ thế nào vậy phải xem bản lĩnh của ai đó rồi rất rõ ràng phiên thiên ấn này đã sắp tới lúc mọi người có thể đạt được nó sức mạnh của phiên thiên ấn này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta một vị cường giả nói đúng đó cường độ này thật sự không yếu lắm có khi nào phiên thiên ấn này còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta không hẳn chắc chắn như thế mọi người phiên thiên ấn này sắp xuất thế thật sự rồi sau đó chúng ta dựa vào bản lĩnh mà có được nó một vị cường giả lên tiếng mọi người lúc này mộ dung tình đi tới nói mọi người chuyện không đơn giản như mọi người tưởng tượng đâu ám minh này chắc cũng sắp hành động rồi ta biết mọi người đều rất muốn có được phiên thiên ấn này nhưng mặc kệ thế nào phiên thiên ấn này cũng không thể rơi vào trong tay của bọn người ám minh càng không thể để tất cả chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng nếu chúng ta vung tay người của ám minh đang chờ thời cơ trong bóng tối chúng ta tranh nhau cuối cùng ám minh ngư ông đắc lợi đồng thời chúng ta e là cũng khó mà sống sót mọi người muốn thấy cục diện như thế này ư mộ dung tình nói đám đông cũng trầm tư A Di Đà Phật. Vô Lượng Đại Sư đi ra, nói, Á Minh cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng họ chắc chắn đang canh chừng, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho nên mọi người không thể vì viên thiên ấn này mà vung tay được. Vậy phải làm sao đây? Một vị cường giả nói. Mộ Dung Tình đáp, mọi người, viên thiên ấn để thần minh ta giữ trước, sau đó thần minh sẽ dẫn mọi người đi đăng ký. Vài hôm sau, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, đồng thời mỗi người đều có cơ hội có cách để tất cả cùng tranh đoạt phiên thiên ấn thế nào